việc quảng bá giáo dục của thánh hiền trong thiên hạ, trong và ngoài nước, vì lợi ích của chúng sanh. Hoan nghênh các vị đến với tiết mục Tiếng Vọng Từ Bốn Biển. Xin chào các vị khán giả, hoan nghênh mọi người xem chương trình Tiếng Vọng Từ Bốn Biển kỳ thứ nhất. Trong bộ tiết mục tên sóng này, kể từ lúc phát sóng hôm 30 Tết đến giờ đã được hơn 20 ngày. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự phản hồi từ các khán giả. Phía tôi đã nhận được lời nhắn từ một giáo viên tiểu học ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Chúng ta hãy lắng nghe xem thầy ấy nói gì. Tôi năm nay đã 36 tuổi, con của tôi đã hơn 7 tuổi. Tục ngữ có câu: không sanh con không hiểu lòng cha mẹ, không thể hội được ân dưỡng dục của cha mẹ đối với chúng ta. Nhưng khi chúng tôi xem kỳ tiết mục sống này thì căn bản không cần phải đợi đến lúc nuôi con, mà người làm con vẫn có thể thể hội được. Làm cách nào để thể hội? Chính là dựa vào phương pháp trong tiết mục này. Đem toàn bộ tài sản của mình quy về con số 0. Các bạn tự mình nghĩ làm cách nào để sống. Cứ ra đường toàn nhặt những thứ bỏ đi. Hãy từ cách sống đơn giản nhất này mà bắt đầu. Trải qua một tuần trải nghiệm như vậy thì sẽ hiểu được mọi thứ. Lòng hiếu thảo vốn có trong tâm của chúng ta có thể được khơi dậy, phát khởi lên. Nếu không thì mỗi ngày chúng ta ở nhà được cha mẹ nuôi dưỡng và trưởng bối dạy dỗ, chúng sẽ xem rằng đây là việc đương nhiên, là một việc tất nhiên, phải không? Không hề khởi tâm cảm ơn. Chỉ khi nào bản thân con cái tự mình đối mặt với việc làm cách nào để có thể sinh tồn thì chúng mới thể hội được cha mẹ đã sống không hề dễ dàng. Tôi cũng có một ý kiến là vì học kỳ này mới khai giảng nên tôi cũng xin kiến nghị với nhà trường, hiệu trưởng và các thầy cô, bao gồm các vị phụ huynh, hy vọng mọi người có thể dành chút thời gian để theo sát các em. Đầu tiên là các thầy cô hay là các phụ huynh cũng được. Chúng ta tự mình trải nghiệm trước, sau đó hướng dẫn các em cùng trải nghiệm lối sống này. Bởi vì trong tiết mục này, các thầy cô đã làm ra một thí nghiệm rất tốt, đã chứng minh thành công rồi. Chúng ta không cần phải thắc mắc, hoàn toàn có thể dựa vào tiết mục này mà làm, mà áp dụng. Tốt nhất là làm theo phương pháp sư thừa này 100%. Anh là giáo viên tiểu học có phải không? Dân. Sau đó xách bao đi trải nghiệm cuộc sống. Anh cảm thấy cách làm này có lợi ích rất lớn đối với học sinh phải không? Nhằm khai phát hiếu tâm của các em, hiểu được cuộc sống không hề dễ dàng, điều này là chắc chắn. Chúng tôi còn có một khán giả đến từ Nội Mông Cổ, tên là Hô Hòa Hạo Đặc. Cô đã gọi điện đến cho chúng tôi. Cô là một sinh viên đại học, đang học năm nhất. Chúng ta hãy nghe xem cô ấy nói điều gì. Tôi là sinh viên đại học năm nhất. Sau khi xem xong tiết mục sống, tôi bị chấn động lớn. Mặc dù trước đây tôi từng làm công tác tình nguyện, tôi từng cho rằng như vậy là chịu khổ, nhưng tôi cảm thấy công tác tình nguyện là một công việc rất vui thích. Mẹ của tôi cũng mong rằng tôi có thể xả tiểu ngã để phục vụ mọi người, tương lai lấy Hoàng Dương văn hóa truyền thống làm sự nghiệp. Bản thân tôi cũng đã phát nguyện. Nhưng sau khi xem tiết mục sống, tôi cảm thấy nếu như không có hoàn cảnh tốt học tập văn hóa truyền thống, đặc biệt là trước tiên phải học cách chịu khổ, nhẫn nhục, thì đây chính là lời phát nguyện suông. Tôi là loại người mà các thầy cô hay nói là hậu đậu, luôn luôn là đứa thanh niên làm việc không xong. Tôi muốn thay đổi, không muốn chỉ phát nguyện suông nữa. Hy vọng tôi có thể làm được những lời dạy của thầy cô. Hy vọng các thầy cô có thể tiếp nhận tôi để tôi có cơ hội học tập thầy cô. Em cảm thấy những bạn học xung quanh em, nếu như xem tiết mục này thì họ sẽ có phản ứng thế nào? Hoặc là họ có xem không? Tôi cảm thấy họ chắc là không xem đâu. Tôi rất khó thuyết phục họ xem, bởi vì tôi cảm thấy các bạn học xung quanh tôi về cơ bản không hiểu gì về văn hóa truyền thống. Họ cảm thấy không thể thâm nhập vào lối suy nghĩ đó. Đồng thời bản thân tôi cảm thấy mình cũng không đủ năng lực. Không có cách nào là khiến họ xem, họ sẽ không xem. Tôi không đủ năng lực làm điều này. Tiếp theo chúng ta hãy xem những tấm hình từ một gia đình ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông gửi đến.
Nhà của họ có hai đứa con, trong dịp Tết chúng đều ra đường đi nhặt rác. Tổng cộng nhặt rác được 4 ngày. 2 ngày nhặt được trong xóm, nhặt 1 ngày trong thành phố Huệ Châu, sau đó đến nhặt rác tại cổng trường 1 ngày nữa. Hành động này của chúng đã ảnh hưởng đến những người khác. Đây là người bạn học của người chị cũng đã theo nhặt rác 3 ngày. Cha mẹ của hai đứa trẻ này nói rằng họ hết sức xấu hổ. Khi chúng tôi đang xem tiết mục sống thì có khách đến nhà, tôi chỉ muốn giới thiệu cho khác về văn hóa truyền thống. Lúc này đứa con ở kế bên nhìn thấy, sau khi xem xong tiết mục, chúng nó đã phát tâm đi nhặt rác. Cách làm việc lão thật và chịu nghe lời của các con khiến người lớn chúng tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Trong lúc giảng kinh, sư phụ có giảng tâm ban đầu phải thuần chánh thì mới thành thánh thành hiền được. Làm cha mẹ, chúng tôi biết rằng thời điểm các con mới phát tâm rất là quan trọng. Do đó, để thành toàn cho trẻ nhỏ, ngày thứ hai chúng tôi đã cùng chúng nó ra đường nhặt rác. Mọi người thấy bé chị đang cúi xuống nhặt cái chai từ rãnh nước hôi, người đi đường nhìn thấy đều hết sức cảm động. Mọi người thấy bất kể chúng nhặt rác ở đâu đều hết sức chuyên chú. Ở một bãi đất hoang lớn trong thôn nhặt được một cái chai cũng không phải là việc dễ. Mặc dù là nhặt rác là công việc vừa dơ vừa cực, nhưng đối với bọn trẻ, khi thực hiện môn học này, chúng vẫn rất vui vẻ. Niềm vui đó biểu hiện trên khuôn mặt của các con một cách rất rõ rệt. Hai đứa trẻ này nói tiền đổi từ nhặt rác được sẽ đưa cho cha mẹ mua thức ăn ngon. Hiếu kính cha mẹ, mọi người thấy hai đứa trẻ này mới bị lớn mà đã có tâm như vậy. Người làm cha mẹ giờ đây đã bắt đầu hưởng được thành quả của giáo dục rồi. Tin là trong lòng của cha mẹ sẽ rất là an ủi. Đây là tập thứ nhất của tiết mục sống trong chương trình về giáo dục đời sống. Xin chào các vị khán giả. Tiết mục của hôm nay rất đặc biệt. Hai chữ cuộc sống là khóa học quan trọng nhất trong chuỗi tiết mục về giáo dục đời sống. Khóa học này tổng cộng có khoảng 6 tập. Tiết mục đặc biệt này, chúng tôi hy vọng các vị phụ huynh, thầy cô giáo, người trẻ tuổi và trẻ em trong thiên hạ, tốt nhất là nên xem. Các vị quan chức cũng cần xem, để cho họ biết khóa học này rất quan trọng. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi phiên dịch nó thành ngôn ngữ của các nước, bởi vì chúng tôi tin là không có gia đình nào trong thiên hạ không cần tham gia khóa học này. Bộ tiết mục này, duyên khởi của nó là từ việc gì? Cách đây 1 năm rưỡi, lúc làm tiết mục này, cách đây 1 năm rưỡi, ở rất nhiều nơi, người ta nhìn thấy những tình nguyện viên trẻ tuổi là sinh viên đại học phát tâm hoàn dương văn hóa truyền thống. Còn có học sinh phổ thông và phụ huynh của các em. Rất nhiều người đến đây nhưng họ không biết làm gì. Nói là đến làm việc tình nguyện, nhưng người khác đều phục vụ họ, chứ họ không thể phục vụ người khác. Đều là nhất thời xúc động mà đến đây. Đến đây rồi thì không làm được tích sự gì. Đứng ngay ra đó duỗi hai tay ra, khiến người phụ trách rất tức giận, hỏi tôi phải làm sao. Tôi nhìn thấy tôi cũng tức giận. Các vị nói xem phải làm sao. Toàn là sinh viên giỏi, nghiên cứu sinh, còn có người đã làm cha mẹ. Các vị thấy họ như vậy thì làm sao mà dạy con chứ. Cho nên chúng ta phải nhớ đến lời dạy của sư phụ và lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật: lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Trì giới là gì?
Vì sao nói lấy giới làm thầy? Chính là nói chúng ta phải giữ bổn phận của chính mình. Việc mình không nên làm, việc mình không nên nhận thì không nhận. Đây là trì giới. Giới luật trong cuộc sống chính là đệ tử quy. Trong đệ tử quy đều nói đến con cái, hầu hạ trưởng bối, chữ hiếu đặt lên hàng đầu. Nhưng ngày nay đều phá giới, không tuân thủ, đều làm ngược lại. Cha mẹ hầu hạ con cái, cho nên khi con cái lớn lên thì chúng trở thành đồ bỏ đi, kẻ hèn nhát. Cho nên giới luật vô cùng quan trọng, là bổn phận chúng ta phải tuân thủ. Hiện giờ điều này không còn được dạy, cũng không biết học điều này thì sẽ có lợi ích gì. Nhưng mặt xấu thì có thể nhìn thấy. Mặt xấu là gì? Con người đều thành vô dụng. Cho nên chúng tôi đã ghi hình nhiều tiết mục, các phụ huynh rất quan nghênh, đồng thời rơi cả nước mắt. Con cái của họ đều như vậy. Người trẻ thời nay vì sao không có năng lực? Vì sao thành thứ bỏ đi? Chúng tôi đã đều ghi hình. Cho nên việc lấy giới làm thầy phải đặt lên hàng đầu, rất quan trọng. Sau đó lấy khổ làm thầy. Người từng trải đều biết câu nói xưa nay: nhân sanh bớt như ý sự, thường bát cửu. Là ý gì? Nghĩa là người sống trên đời không dễ dàng, cuộc sống không dễ dàng. Những gì không như ý, mười phần đã hết tám chín. Cũng có một hai việc rất thuận lợi và hài lòng, nhưng thật sự không dễ được. Đây là giống là đời sống bình thường của chúng ta. Những người trẻ hiện nay mấy người biết được điều này? Không ai hiểu được. Không biết được mùi vị của cuộc sống này. Phải làm sao đây? Những thanh niên như thế này khắp nơi có nhiều lắm. Cuộc sống là gì với họ? Cha mẹ phục vụ cho tức là sống. Áo đến giơ tay mặc, cơm đến há miệng ăn là sống. Muốn có cái gì phải có cái đó là sống. Ai cũng phải nghe theo lời là sống. Đây không phải là sống không? Đây không phải là sống. Đây chính là lối sống trong mơ hảo quyền mà phụ huynh và trưởng bối ban cho chúng. Giấc mộng này một khi tan rồi thì như thế nào? Chúng sẽ sống không nổi. Vì sao vậy? Vì chúng chưa từng trải qua, chịu không nổi sự vất vả. Cho nên mùi vị của cuộc sống thật không dễ nếm. Chúng chưa từng trải, nên sau này ra ngoài xã hội, ai sẽ phục vụ phục tùng chúng đây? Vợ chồng cũng như vậy. Không vừa lòng là đánh, đánh xong rồi thì ly hôn. Ở công ty thì từ chức. Đây là tình trạng của thanh thiếu niên thời nay. Cho nên cha mẹ trong thiên hạ rất đau khổ. Chúng tôi đã nhận được những cuộc điện thoại từ đường dây nóng. Những phụ huynh này quỳ dưới đất, vừa khóc vừa la, nói con của tôi phải làm sao đây? Tiếp một ngày hôm nay của chúng ta có thể cứu phụ huynh và các con họ. Vì vậy tiết mục tên là Sống này, hy vọng mọi người nhất định phải xem. Rất khó có, rất hiếm có. Họ hoàn toàn đều bị bức bách, bức bách khốn cùng. Lúc đó tình hình ra sao? Họ đến hỏi chúng tôi phải làm thế nào. Tôi nói những thanh niên này, bất kể là mười mấy hay hai mươi mấy tuổi, đã mắng chúng chưa? Mắng rồi, đã mắng thậm tệ. Nhưng chúng không có cảm giác gì, cũng không biết gì sao da mặt lại dày đến như vậy. Đã đánh chúng chưa? Đánh rồi. Phụ huynh đã đánh vào đít rồi. Họ còn gửi hình cho chúng tôi xem, đến nỗi mông đít chảy máu, đã đến nỗi để lại các lằn xanh đỏ. Nhưng hai ngày sau chúng liền quên, không có tác dụng gì. Họ hỏi chúng tôi phải làm sao đây? Vì sao như vậy? Tôi nói là nguyên nhân gì? Vì chúng đã bị ô nhiễm quá lâu rồi. Giá trị quan, quan niệm về cuộc sống của chúng đều đã bị điên đảo từ rất lâu rồi. Cái gì nói phải làm thế nào đây? Không phải chỉ mắng một hai lần, đánh một hai lần có tác dụng. Thời xưa có câu: dưới ngọn roi là người con hiếu. Hiện giờ vô dụng rồi, không tác dụng nữa. Đánh mắng cũng không tác dụng. Họ hỏi chúng tôi phải làm sao. Tôi nói cái này phải làm sao đây. Rồi tôi chợt nhớ đến hai câu mà sư phụ ngài thường nói: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Tôi nói có biện pháp rồi, nhưng mà các vị có thể nghe theo không? Chịu nghe không? Tốt, tôi nói tất cả thanh niên này bao gồm học sinh, còn có phụ huynh của chúng. Phụ huynh học sinh phải đồng ý ghi danh tham gia. Làm việc gì? Thường xuyên ra đường kiếm ăn, lượm ve chai, lượm rác, lượm mấy cái chai đó mới có tiền. Kiếm bao nhiêu tiền thì ăn bấy nhiêu tiền. Nếu nói hôm nay tôi nhặt được 5 đồng, vậy thì hãy ăn 5 đồng, tự mình mà kiếm sống. Nếu chúng quay trở về, quay về sẽ không có cơm ăn, tuyệt đối không cho chúng.
Tôi nói trường học của các vị chắc còn nhớ những đợt cắm trại mùa hè và mùa đông. Tuyệt đối không cho chúng ăn cơm, để cho chúng dùng sức lực của chính mình đi kiếm miếng ăn. Nếu không thì chúng hôm nay sẽ bữa mặn bữa nhạt. Có người nấu cơm cho chúng ăn mà vẫn không hài lòng, còn khua nồi đập chén. Tôi nói đều là thứ không ra gì, cần phải tiếp nhận lối giáo dục cuộc sống của khoa học này. Hiệu lệnh vừa phát thì toàn bộ phải mau ra đường. Ở miền Nam vào mùa hè thì nhiệt độ thường là bao nhiêu? Nhiệt độ bên ngoài phòng là hơn 40 độ. Trong mấy ngày, 6-7 ngày, chúng tôi ghi hình của các em làm tiết mục, làm thành bài giảng. Tiết mục này làm xong thì cho mọi người xem khoa học này, quả thật có thể khiến người ta lột xác mà không cần phải bỏ tiền ra. Trong điều kiện an toàn thì những thanh niên này nên đi đâu để kiếm cơm, đi đâu để nhặt rác thì nhặt rác. Gia đình không nuôi chúng, vì sao gia đình không nuôi? Càng nuôi thì chúng càng thành đồ vô dụng, càng không ra người. Chúng căn bản không biết rằng miếng ăn này từ đâu mà đến. Thì đừng có mà nói 5 đồng này từ đâu mà đến, chúng không biết. Bây giờ mở miệng ra đều là cho con 5.000 tệ, 500 tệ đi. Sinh viên đại học đều như vậy, thật xấu hổ. Mọi người đừng trách chúng. Vì sao vậy? Người lớn không dạy chúng, không nói cho chúng biết, cũng không nói với chúng tiền này mà làm sao có. Cho nên chúng đừng có đòi hỏi nhiều. Mấy đồng tiền này từ đâu mà có cũng không biết. Khóa học này thật là quá hay, nhất định phải tham gia khóa học này. Mọi người xin xem tấm ảnh này. Đây là tấm ảnh tôi nhặt rác trên đường. Vì này có gì không tốt? Bất kể thân phận gì cũng phải tham gia khóa học này thì sẽ hiểu ra con người sinh sống là như thế này. Đúng vậy, điều này trong trường học, trong gia đình không thể học được. Mọi người xem tấm hình này. Đây là tôi. Mọi người xem. Tôi đã từng này tuổi, hơn 40 tuổi. Chúng tôi đều thể hội qua cách sống gian khổ này. Chúng tôi đã trải qua, hiện giờ tôi tiếp tục trải nghiệm, dẫn dắt mọi người. Khi tôi lên 7 tuổi, năm đó chúng tôi trải qua trận động đất ở Đường Sơn. Nhà cửa biến thành đống đổ nát, cuộc sống thật vô cùng gian khổ. Sau đó đã sống ra sao? Không còn cách nào để sống. Muốn uống nước không có nước, muốn ăn cơm không có cơm, chỉ đợi chết. Sau đó đội cứu nạn đã đến. Chúng tôi vô vàn cảm ơn. Tôi nhớ đại khái phải trải qua vài tháng, trong nhà không có một thứ gì, ngay cả cái ghế ngồi cũng không có. Lúc đó tôi còn nhỏ, cao cỡ này. Cha tôi đã nói với tôi: đi, con ra đống đổ nát kiếm cái ghế bỏ nào về đây. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, tìm kiếm khắp nơi được cái ghế ngồi. Tôi hết sức chạy về nhà cùng với những đồ vật nhặt được ở đống rác trên đường. Nước chúng tôi uống thời đó là nước trong hồ, có lợn rác và lá cây nổi lên bền, như vậy mà uống. Năm đó tôi được 7 tuổi, cho nên những ngày tháng khó khăn đó tôi đã trải qua rồi. Tôi hiểu hết sức rõ ràng, biết rõ mùi vị của cuộc sống. Nên hiện giờ tôi nhìn thấy chỗ nào không tắt đèn thì liền đi tắt. Những người tốt nghiệp đại học hiện nay, bình dầu trong nhà của họ bị ngã, họ cũng không lại đỡ, còn khoanh tay đứng nhìn. Cho nên tôi nhìn thấy rất nhiều tình nguyện viên của chúng tôi để con ra tay làm cơm cho trưởng bối. Họ biết làm cơm không? Rót dầu vào nửa nồi, sôi sùng sục một hồi là tôi biết ngay. Tôi nhìn món này dọn lên, cà tím xào, cà tím xào dầu, tôi liền gọi họ lại. Tôi hỏi cái này là ai nấu? Họ nói họ làm tỏ vẻ đắc ý. Tôi hỏi em có biết bao nhiêu tiền một cân dầu không? Họ không nghĩ gì sao bị hỏi câu này. Tôi nói dầu rất đắt, em có biết không? Ở nông thôn, nông thôn hiện nay không phải hồi xưa. Ở nông thôn hiện nay có một gia đình nọ, một bình dầu này 3-4 người dùng 2 tháng mới hết. Vì sao vậy? Không nỡ dùng. Dùng từng thìa một. Nếu không cần dùng thì không dùng. Vì sao vậy? Dầu rất đắt. Tôi nói cái đĩa thức ăn này mà em chế đến nửa bình dầu, vậy có thể sống qua ngày được không?
có sao đâu ạ, thầy xem còn nhiều bình dầu thế kia. Nhiều bình dầu như vậy là từ đâu mà có vậy? Là do ăn cướp hay là ăn trộm mà có, hay là do em mua về? Người hiện nay không có cái khái niệm này. Thanh niên thì phá của, lãng phí, phí phạm đồ vật mà không biết. Không dạy họ có được không? Nếu không cho họ biết hai đồng tiền, khoan nói đến 200 tệ hay 20 ngàn tệ, hai đồng này từ đâu mà có, họ có biết không? Chúng ta phải dạy họ. Vậy cách nào? Hãy tham gia khóa học này. Người nào chưa học qua khóa học này, xin hãy xem trước. Cho nên chúng tôi hy vọng cái đĩa này nên lưu thông với số lượng lớn. Mọi người dịch ra rồi, lưu thông khắp nơi như trường học. Thậm chí quan chức cũng cần nên xem làm cách nào khiến nhà nhà có được hạnh phúc. Người hiện nay giàu mà không vui, có tiền mà không hạnh phúc, khổ muốn chết, con cái cũng muốn chết. Vì sao vậy? Vì chưa học qua khóa này. Tiếp theo chúng ta bắt đầu xem tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Mọi người nhất định phải xem. Hy vọng phụ huynh, các trưởng bối cùng xem chung với con cái, để chúng biết được sống là như thế nào. Tôi còn nhớ sau trận động đất ở Đường Sơn, cha tôi đã nói với tôi một câu. Tôi là con một trong nhà. Ông bà nội của tôi đã bị nạn trong trận động đất, không còn người nào nấu cơm cho tôi. Cha mẹ tôi cả hai đều đi làm. Tôi đi học về không có cơm ăn, nên cha nói với tôi, từ hôm nay trở đi con hãy học nấu cơm. Vì sao? Vì không có ai nấu cho con đâu. Con người ta quả phước không lường được. Nếu đột nhiên ngày nào đó cha mẹ ra đi, thì con sẽ sống ra sao? Cha mẹ hiện nay có còn nói câu này không? Chúng ta rất ít nghe. Phụ huynh hiện nay đều rất hồ đồ, đều ăn uống, hưởng thụ, hồ đồ đến cực điểm, lú lẫn hết rồi, không nói với con cái những lời đáng nói này. Cho nên giáo dục cuộc sống, giáo dục căn bản về cuộc sống đều không có. Không có ai nói về điều này. Mọi người cứ nghĩ để lại tiền nhiều cho con cái, để dành cho con trai, để dành cho con gái. Thôi quên đi, không phải làm như vậy. Vì đầu tiên chúng sẽ tiêu xài hết sạch, tiếp theo chúng sẽ làm con phá của, có thể đem bán luôn cả căn nhà, sau cùng chúng ra đường ăn xin. Còn nếu không sẽ trộm cướp, cái gì sẽ làm sao đây? Người ta không thể không có nhận thức này, phải có ý thức phòng bị từ trước. Lúc đó cha của tôi nói với tôi, cha mẹ không còn nữa, con làm sao mà sống? Người làm cha mẹ trong thiên hạ cũng suy nghĩ xem, người làm trưởng bối cũng nghĩ mà xem, ngồi nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra, có chuyện không hay xảy ra, thì con của các vị ra đường xin ăn, các vị có chịu nổi không? Không có người nuôi hay nấu cơm cho nó ăn. Vì vậy khóa học sống hôm nay quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cái gì nói nó thi đại học, thi gì chứ, nó có tiền đến đâu cũng không quan trọng bằng khóa học này. Bởi vì sao? Ngay cả năng lực sống mà nó còn không có, khóa học này sẽ cho con các vị biết năng lực sống từ đâu mà có. Cái gì thấy có quan trọng hay không? Mọi người chúng ta hãy cùng xem. Tiết mục của chúng ta hôm nay rất là đặc biệt. Những người tình nguyện, còn có những người tham gia khóa học, cần phải biết đồng tiền này làm cách nào kiếm được. Một đồng tiền, hai đồng tiền, mọi người đối với đó không có cảm giác. Không có cảm giác thì làm sao? Thì đi học. Đi học cái gì? Ra ngoài đường, ra ngoài xã hội, làm cách nào sinh sống, làm cách nào mưu sinh, tiếp nhận cái giáo dục này. Người trẻ thời nay, thậm chí rất nhiều phụ huynh đối với việc này không có cảm giác gì. Đối với việc mưu sinh, đối với việc sinh sống không có cảm giác. Vì sao vậy? Ăn có cha mẹ lo, uống có cha mẹ lo. Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau nghe những người cả ngày ở ngoài nhặt rác, trải nghiệm thực tế của họ, khiến chúng ta cảm thấy có tính giáo dục cao, rất cảm động lòng người. Người đầu tiên, em này trước đây thật sự là con phá của. Nếu không để em tiếp nhận loại giáo dục này, thì em sẽ vĩnh viễn không biết những đồng tiền này làm cách nào để kiếm. Cha mẹ đã nuôi em lớn lên bằng cách nào? Hôm nay em nhặt được bao nhiêu tiền? Hôm nay em kiếm được 10 đồng và 1 xu. Một cái chai bán được 5 cắc hoặc 6 cắc. Chỉ bán những thứ này có nghĩa là nhặt được hai cái chai mới có thể bán được 1 xu hoặc 1 xu 3 hào, hoặc là 1 xu 5 cắc.
Em hãy nói về cảm nhận của em trong ngày hôm nay đi. Thứ nhất là em cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ, đặc biệt là có lỗi với mẹ. Bởi vì khi em lên 6 tuổi thì cha em đã qua đời. Một mình mẹ em nuôi em khôn lớn, một mình mẹ ra ngoài kiếm tiền thật không dễ dàng. Sau đó vì em đi học cần phải có một khoản tiền lớn. Em học lên đến đại học, tốt nghiệp đại học xong đã tốn của nhà một khoản tiền lớn. Khi em đã lên đại học thì mỗi ngày đã sống ra sao? Khi em lên đại học thì bắt đầu đọa lạc, cũng như những bạn khác em đi ca hát nhảy múa, nếu không thì cũng là xem những phim dớ dẫn, hoàn toàn trở thành một đứa ngốc. Đã tiêu hết bao nhiêu tiền mỗi tháng? Mỗi tháng tiêu hết 500-600 tệ. 500-600 tệ đó từ đâu mà có? Những đồng tiền đó đều là từ mẹ em mà đến. Sau đó em đã dùng tiền này để làm gì? Một người đều ăn buffet, một phần buffet là 24 tệ. Đi ăn cùng nhau sao? Dạ. Em hãy nói tiếp đi. Hôm nay em đi ra ngoài mưu sinh, vì sao lại cảm thấy có lỗi với mẹ mình? Bởi vì bây giờ em ra ngoài rồi, chính là tình cảnh này. Một cái chai chỉ bán được 5 hoặc 6 cắt, nên kiếm tiền quả thật không dễ dàng. Lúc em nhặt rác, em đã nghĩ đây không phải là những loại nước uống mà bình thường uống lúc còn học đại học đó sao? Hôm nay em nhặt những cái chai đó, lon nước ngọt đều là những thứ em từng uống qua phải không? Dạ, loại nào trước đây em cũng đều uống qua. Mỗi một chai như vậy là giá khoảng 3 hoặc 4 tệ. Trước giờ em chưa nghĩ đến 3-4 đồng đó làm sao mà có. Chỉ biết tiêu xài chứ không biết tiền làm cách nào mà kiếm. Vì vậy em cảm thấy hết sức có lỗi với mẹ. Mẹ em rất là tiết kiệm, bởi vì chỉ một mình mẹ lo liệu việc nhà, đồng thời còn lo cho em đi học. Một năm học phí và tiền ăn ở có thể lên đến mấy chục ngàn tệ. Em nhặt một cái chai hết bao nhiêu tiền? Dạ 6 cắt. Em hãy tính thử nhặt bao nhiêu cái bình 6 cắt một chai mới có thể đủ cung ứng cho em trong một năm ăn chơi hưởng thụ hết 10 mấy ngàn tệ. Để có 10 ngàn tệ này cần phải đi nhặt bao nhiêu cái chai? Em hãy tính thử đi. 6 cắt một chai. Lúc đó em không nghĩ đến sao? Không nghĩ đến. Em không biết số tiền 10 ngàn tệ này làm cách nào mà có. Em hãy nói tiếp đi. Mẹ của em bình thường rất là tiết kiệm, luôn dạy em là con phải tiết kiệm. Một thí dụ đơn giản về điều này chính là khi mẹ em đi xe lửa từ Bắc Kinh đến trường học, tề tề hai nhĩ của em có thể là một ngày một đêm trên xe mới đến kịp trường em. Lúc em ra đón mẹ, mẹ rất là khát. Em nói sao mẹ không mua nước trên xe lửa? Mẹ nói trên xe lửa bán mắc lắm, 3 đồng một chai lận. Em nghe xong có cảm nhận gì? Em cảm thấy mẹ khờ không? Lúc đó em cảm thấy rất là đau lòng, nhưng đau lòng chỉ được một lúc thôi, sau đó rồi cũng quên, không nhớ là mẹ đã trải qua như thế nào. Sau đó các bạn học đều cảm thấy rằng cũng đáng thôi mà, 3 đồng có mua được gì chứ. Nhưng mà mẹ của em thì luôn nghĩ có thể tiết kiệm những đồng tiền đó để làm rất nhiều việc. Không quản việc nhà nên không biết gạo củi mắc, lúc nào cũng cảm thấy bản thân có thể tùy tiện tiêu xài, giống như tiền được gió thổi đến vậy. Muốn có máy laptop, có máy laptop, muốn gì có đó. Một cái máy laptop phải cần đến 4 ngàn tệ, giơ tay ra là có thể có được, giống như là gió thổi đem đến vậy. Không cần dùng bất kỳ lao động nào của bản thân cũng có thể kiếm được. Gần đây có một nữ sinh viên đại học, trước khi nhập học đã dẫn mẹ đi cửa hàng. Chị đích danh nói con muốn mua 3 cái của hãng Apple, chính là iPhone 4S, iPad 3 và MacBook Apple. 3 cái này cộng lại ít nhất cũng phải hơn 20 ngàn tệ. Giá tiền cao như vậy đã khiến cho người mẹ rất là khó xử. Thực sự không đào đâu ra số tiền này. Nhưng đứa con gái không mua không được, khiến cho người mẹ quá tức giận, đã ngồi xuống tại góc tường mà cúi đầu rơi lệ. Khi thấy mẹ khóc thì đứa con gái càng không vui. Ở ngay tại cửa hàng, nhiều người như vậy, trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng hét lên với mẹ: nếu mẹ không mua cho con thì mẹ để con đi học đại học bị mất mặt sao? Nói xong nó đẩy mẹ xuống rồi tự mình bỏ đi. Có thể nói sau lần này đi ra ngoài này, tôi đã sâu sắc thể hội được những sinh viên đại học hiện nay thật là nên đi ra đường mà làm công việc nhặt rác kiếm cơm này, để biết rằng con người ta sống như thế nào, để biết cha mẹ đã chịu bao nhiêu vất vả. Hôm nay em kiếm được bao nhiêu tiền? Hôm nay kiếm được 10 đồng một xu, được mấy cái chai? Được gần 200 cái chai. 200 cái chai bận rộn cả ngày, được 200 chai, 10 đồng tiền. Nếu mẹ của em đi nhặt chai, để có 10 ngàn tệ phải nhặt bao lâu? Em đã nghĩ đến chưa?
10 tệ mất cả một ngày. Em tự mình tính xem, nhặt bao nhiêu cái chai, đồng thời không ăn không uống, mới có thể kiếm được 10.000 tệ để cho em học đại học, ăn chơi hưởng thụ và đóng học phí cho em. Em đói mẹ em chưa đi nhặt ve chai, vậy làm công việc gì được cho là dễ? Nhặt chai không dễ, vậy làm việc gì có thể kiếm tiền mà dễ có? Em nói thầy nghe, mùi vị của việc nhặt chai em đã nếm qua rồi. Nếu những mùi vị khác cũng dễ nếm, dễ kiếm tiền, dễ quá. Em hãy nói tiếp cảm nhận của em hôm nay đi. Lúc đi nhặt ve chai, đặc biệt ngày đầu tiên, em có cảm giác vô cùng lớn, đó là rất mất mặt. Luôn cảm thấy em đã tốt nghiệp đại học, thầy cô bảo em đi kiếm tiền. Em nghĩ đầu tiên của em chắc sẽ không dám nói là em đi nhặt ve chai. Em có thể đi dạy phụ đạo cho học sinh, vì phụ đạo vài giờ thì em nghĩ sẽ kiếm ra tiền thôi. Tuy nhiên kỳ thực đều là lừa gạt người khác. Ông chủ đều nói với các học sinh rằng đây là giáo viên cao cấp, kỳ thực chúng em chỉ là giáo viên sơ cấp. Tức là thí dụ nói thu của học sinh 500 tệ, thực tế là em chỉ được nhận 200 tệ. Dạ, tiền còn lại đều thuộc về ông chủ. Sau đó ông ta trả lương mức thấp nhất cho em, còn ông ta lấy mức cao cấp. Cho nên đều là lừa gạt người cả. Hôm nay em có cảm nhận gì? Hôm nay em cảm nhận rằng chỉ cần nhìn thấy cái chai là em cảm thấy rất là thân thiết. Thấy cái thùng rác cũng rất thân thiết. Trước đây có thể là chúng em không muốn đi đến những nơi rất dơ và hôi, những nơi có mùi. Nhưng mà hiện giờ vì để mưu sinh thì chỉ có đi nhặt rác. Em đã biết được cuộc sống này không hề dễ. Những người tầng lớp thấp, em thấy những người nhặt ve chai trên đường nhiều không? Dạ nhiều. Cho nên lúc đi nhặt ve chai cũng có khi rất vui, bởi vì mình không biết rằng là trên đường còn có một nhóm người khác. Em vừa định đến nhặt thì có người đến mắng, nói là mắng em hả? Dạ. Có lúc họ còn hét lên, nói bỏ xuống, đây là của tôi, vì sao cô lại đến nhặt chứ? Họ đã mắng em. Bởi vì mình không được có xung đột với người khác, nên em phải lập tức nói tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nói xin lỗi đồng thời phải mau bỏ đi, bởi vì không biết khi nào bị nguy hiểm. Cho nên cuộc sống không hề dễ dàng. Trước đây em không hề cảm nhận được điều này. Thậm chí có một lần đến một vài công ty ở khu công nghiệp, vừa mới định nhặt thì anh bảo vệ đi lại nói bỏ xuống, không cho em nhặt, bảo em mau đi chỗ khác đi. Vì để sinh tồn, kỳ thực là không còn con đường nào khác. Em có biết một người vì sinh tồn phải chịu bao nhiêu là nhục nhã không? Dạ. Gặp bao nhiêu là nguy hiểm. Lúc này em mới biết sáu cắt đó, có thể rất nhiều người không xem sáu cắt là gì. Một cắt là nhỏ nhất, nên mới biết một cái chai sáu cắt, hai cái chai được hơn một xu. Hôm nay em đã ăn cái gì rồi? Hôm nay em không ăn, hôm qua em không ăn, hôm nay em cũng không ăn. Em đã không ăn hai ngày. Vì sao vậy? Ngày đầu tiên em kiếm được 5 đồng 5 xu, thầy giáo đã nói hôm nay dùng tiền này để mua đồ ăn. Nhưng khi em cầm 5 đồng 5 xu đi rồi, em cũng không biết ngày hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Ngồi nhớ hôm nay em không gặp may, nhặt không được nhiều, thì ngày mai không có tiền ăn cơm. Đó là thứ nhất. Thứ hai là em cảm thấy 5 đồng 5 xu này em đã kiếm được không dễ, nên không nỡ xài tiền này. Kỳ thực sáng sớm hôm đó ra ngoài, bởi vì ngày đầu tiên đã không ăn cơm, rất đói, nhưng có 5 đồng 5 xu cũng không thể mua được thứ gì. Cho nên em đã để dành số tiền này. Hôm nay em đi ra ngoài, chắc là do số tốt, nên trong một đống rác còn có một miếng bánh. Em nhặt lên, do dự rất lâu, cứ cầm trong tay, nghĩ là có nên ăn hay không. Nếu muốn sống thì phải ăn. Vậy thì phải ăn. Thứ nhất mình không được nghĩ rằng thứ này dơ hay không dơ. Thứ hai cũng không thể nghĩ người này có bệnh truyền nhiễm hay không. Không được nghĩ gì cả. Có thể sống là được rồi. Chỉ cần có thể thở là được rồi. Cho nên em đã ăn nó. Ăn vào miệng rồi em cảm thấy rất là thơm. Kỳ thực chỉ ăn một miếng thôi mà cảm thấy không còn đói nữa, chịu đựng được rồi. Sau đó đi một đoạn thì nhìn thấy thức uống này, người nào đó đã uống một cụm rồi đem con chai nước trị giá 3 đồng này trên đường. Lúc đó em cảm thấy sao? Nếu em gặp người đó,
em sẽ nói với người ấy điều gì? Thứ nhất, em nghĩ thanh niên hiện giờ quá thật rất lãng phí, quá xa xỉ, quá suy thoái. Cảm nhận về tiền của em hiện nay, trước đây em có cảm nhận gì về tiền cả? Một dạng là một dạng, 2.000 là 2.000. Hiện giờ toàn bộ tiền của em đều là từ đổi chát. Trong đầu của em chỉ nghĩ là bao nhiêu cái chai, 6 cắt một chai. Dạ, em sẽ nói với người đó, thứ nhất cái bạn ăn, thứ bạn uống là tiền của cha mẹ. Bạn chẳng có bản lĩnh gì, nếu bạn có bản lĩnh thì hãy đi nhặt ve chai. Bạn nhặt chai được 2 đồng 5 xu, nếu số bạn tốt cũng phải mất 2-3 giờ đồng hồ. Nếu không gặp may thì phải mất cả buổi sáng. Đi nhặt chai rồi bạn mới có thể nhặt về những thứ trước mà bạn đã lãng phí và quăng đi. Cho nên em nghĩ dù thế nào cũng uống cái nước đó, như vậy mới không lãng phí. Thứ nhất là không lãng phí, thứ hai là khi uống rồi em mới có sức để tiếp tục đi nhặt chai. Cho nên hôm nay em không có xài tiền. 2 ngày nay cộng lại, sự trải nghiệm của em về 2 ngày đi nhặt chai, tổng cộng đã kiếm được 15 đồng trong 2 ngày, là 15 đồng 5 xu. Em còn cảm thấy là mình là sinh viên đại học, mà nói thật ra là chẳng biết làm gì. Trước đây em chưa từng cảm thấy như vậy. Tiếng Anh của em là cấp thứ 6 đó. Đến giờ cơm trưa em nói tiếng Anh là có thể no bụng sao? Cho nên nói những thứ này đều là vô ích, văn bằng cũng là vô dụng. Năng lực, mình rốt cuộc có năng lực hay không? Năng lực nói một cách thẳng thắn chính là mình có năng lực sinh tồn hay không, có thể tự mình sinh sống hay không. Các bạn đang xem tiết mục Dạy học từ xa trên trang mạng toàn cầu, cùng học tập giáo dục thánh hiền. Khóa học nhập môn cần phải nên học về văn hóa truyền thống dân tộc. Hôm nay là ngày đầu tiên em ra ngoài nhặt chai, em có cảm nhận gì? Hôm nay là ngày đầu tiên em ra ngoài nhặt chai. Hôm nay em tổng cộng kiếm được 10 đồng, phần lớn là từ nhặt chai mà kiếm được. Có phải là lần đầu tiên em nhặt rác không? Dạ phải, nhặt rác để nuôi bản thân. Em hãy nói về cảm nhận của mình. Cảm nhận đầu tiên hôm nay của em là rất có lỗi với mẹ, rất có lỗi với cha mẹ. Trước đây khi em còn ở nhà, rất ít đi đổ rác. Em từng nói với mẹ là rác có mùi khó ngửi quá, quá hôi, con người thấy là buồn nôn, muốn ói. Mẹ ơi, mẹ đừng kêu con đi đổ rác. Nên trong hơn 20 năm qua đều là mẹ đi đổ rác. Hôm nay em thông qua việc lượm chai, em cảm nhận rằng hóa ra rác không hề hôi chút nào. Bây giờ nhìn thấy thùng rác là em rất vui mừng đi đến. Sau đó còn lục lọi bên trong, lục được một cái chai em cảm thấy đã không uổng công lục lọi. Nếu như có thể lục được 5 cái chai, em liền cảm thấy hôm nay mình gặp may rồi. 5 cái chai có thể đổi thành tiền, ngày hôm đó có thể để dành. Với số tiền ngày hôm nay em có thể ăn cơm, có thể khiến mình được no bụng, có thể sống được rồi. Vì trước đây em chưa hề đổ rác, chưa từng chủ động giúp mẹ làm công việc nhà. Thật là không hề hiếu thuận, thật là hư đốn, thật không hiểu chuyện, trước giờ không làm việc nhà. Em cảm thấy rác này gây buồn nôn, nhưng để những việc này cho mẹ làm. Trước đây em không hề cảm thấy xấu hổ. Dạ, không cảm thấy xấu hổ, cảm thấy đây là việc đương nhiên. Hiện giờ em đã ngửi được mùi vị nhặt rác còn lục lọi ở trong, em cũng biết đau lòng rồi. Em nghĩ em trước đây đối với mẹ như thế nào? Trước đây em chưa từng lao động, không đổ rác, cảm thấy rác khó ngửi. Nên hôm nay em phải học bổ sung khóa học này. Em đã đi lục thùng rác, chỉ có đi lục thùng rác em mới có thể có được chai lọ, em mới có thể đổi thành tiền, mới có thể có cơm ăn và tiếp tục sống. Em còn cảm nhận điều gì nữa? Em còn cảm thấy đồng tiền này kiếm được không phải dễ, không nỡ tiêu xài. Hôm nay em trên đường đi nhặt rác, nhìn thấy những tiệm bán bánh ngon và những tiệm tạp hóa, nhiều loại thức ăn. Sau đó em đã hỏi giá một lần. Em hỏi cái bánh này bao nhiêu tiền? Em nghĩ bánh bao chắc là rẻ nhất. Họ nói là 5 xu tiền. 5 xu tiền nên đến buổi trưa, từ sớm cho đến trưa em không nỡ mua ăn, bởi vì em không biết hôm nay em có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Em sợ em mua bánh bao rồi thì ngày mai có thể sẽ bụng đói. Vì hôm nay em mới bắt đầu nên không nỡ tiêu số tiền này. Đến trưa vừa may,
gặp được chỗ bán đồ ăn nhanh, người ta sắp dọn hàng rồi. Sau khi em đến giúp người ta dọn dẹp, người ta cảm thấy tội nghiệp nên đã đem chút cháo sau cùng còn thừa lại, còn có hai cái dầu cháo quải cho em ăn. Lúc em cầm chén cháo đó em cũng không nỡ uống, mà uống từng ngụm nhỏ một. Cảm thấy sao mà ngọt, sao mà thơm đến vậy. Thật là không dễ gì kiếm được. Trước đây, hoặc lúc ở nhà, hoặc là lúc làm tình nguyện viên ở đây, chưa bao giờ em cảm thấy cơm ăn thật không dễ gì có được. Còn có lúc em cảm thấy đồ ăn sao mà mặn quá, nhạt quá. Còn nổi giận với mẹ, hoặc là không vui. Trước giờ em không hề nghĩ những thứ này kiếm được không hề dễ chút nào. Hôm nay là ngày đầu tiên em ra ngoài nhặt chai. Một người không quen biết cho em một ít cháo mà em đã cảm động như vậy rồi, rất là cảm kích. Cha mẹ mỗi ngày cho em ăn cơm là quá tốt rồi, vậy mà em không hề có tâm cảm kích. Hôm nay rơi vào tình cảnh này, người ta cho em một chén cháo mà em vô vàn cảm ơn. Cảm ơn trời đất. Em hãy nghĩ xem, chúng ta thường nói những sinh viên đại học không ra gì. Vì sao vậy? Cha mẹ nuôi các em, mỗi ngày nuôi dưỡng cho các em thứ tốt nhất mà các em không biết cảm ơn, mà cảm ơn người khác. Em nói xem. Còn có việc là hôm nay em đi nhặt ở nhiều nơi, sau đó người ta đuổi em đi. Em đã nghĩ công việc của mẹ em có thể không phải là đi nhặt chai, nhưng trong quá trình mẹ làm việc cũng bị người khác xem thường, hiếp đáp. Vậy mà trước đây em không hề thấu hiểu cho mẹ. Có lúc khi mẹ trách mắng em thì em nói mẹ thật là nhỏ nhặt, mẹ suy nghĩ quá nhiều, chưa hề đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ mà thấu hiểu cho mẹ, an ủi mẹ. Trước đây em quá là vô tâm, không hề quan tâm. Đối với mẹ rất lạnh nhạt, rất lạnh lùng. Mỗi ngày chỉ nghĩ cho bản thân, phải ăn ngon, phải mặc đẹp, sau đó phải ở cho thoải mái, sau đó muốn làm gì thì làm nấy. Riết rồi mỗi ngày chỉ nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ em nghĩ rằng mẹ có chỗ nào không vui, công việc không thuận lợi. Mẹ của em là cô giáo, công tác về trễ, về đến nhà lẽ ra có con cái nấu cho bữa cơm ăn ấm cúng, nhưng chưa bao giờ em làm việc này, đều là mẹ nấu cơm ngon cho em ăn. Bây giờ em nghĩ xem, cha mẹ nuôi cả gia đình, vất vả nuôi gia đình, tự mình sanh kế, bản thân em sống đã không dễ dàng, thì nuôi cả gia đình còn khó hơn nhiều. Lần này em cảm nhận hay chưa? Em cảm nhận được rồi. Em nói tiếp đi. Trước đây khi đi ra đường, em không bao giờ mở miệng nói chuyện với người lạ hoặc cầu xin người khác thế này nọ. Nhưng hiện nay những chai lọ trong thùng rác rất có hạn, cho nên em phải mở miệng nói chuyện với những người lạ trên đường. Khi em thấy họ không cầm trong tay hay là sắp uống xong thì em phải lập tức đến xin. Nếu không buông xuống thể diện thì em không thể được có cái chai, không kiếm được tiền thì bụng sẽ đói. Thể diện cũng không cần, phải đi xin nói với anh chị có thể cho tôi được không, đi xin chai của người khác. Người khác nhìn em thế nào? Cách họ nhìn em rất kỳ lạ. Vì có thể sống, vì sắp cắt tiền, em đã mở miệng chìa tay xin người khác. Xin cho tôi cái đó. Em có cảm nhận gì không? Trước đây em xem bản thân mình rất cao, cảm thấy bản thân có học lực, có năng lực, nhất định có thể kiếm nhiều tiền, ở nhà to, kỳ thực đều là giả. Hiện giờ em đã phát hiện ra, ngày hôm nay em chỉ kiếm được 10 đồng tiền. Em nghe cái việc nuôi chính bản thân còn phải cố gắng hết sức, huống hồ là nuôi cha mẹ. Em cảm thấy bản thân quá vô dụng. Cả 10 đồng tiền em có cảm nhận gì? Ngày hôm nay em chắc đã trải qua nhiều sự việc. Còn cái việc gì em muốn kể không? 10 đồng tiền thật không dễ kiếm. Hôm nay vì để nhặt ba cái chai, có một cái tường cũng cao tương đương với em, em phải leo qua cái tường đó, sau đó phải xuống mương mà nhặt. Còn nhặt trong cái thùng rác còn có rất nhiều bác đi nhặt ve chai như em. Khi thấy em đã nhìn chằm chằm vào em, cảm thấy em đã cướp công việc của bác ấy, cướp tiền của bác ấy, còn cười với người khác. Em không sao, nhưng cảm thấy 10 đồng tiền này kiếm thật không dễ dàng. Thầy nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên em đi nhặt chai, khởi hành từ lúc sáng sớm, em đã cho đây là thể nghiệm cuộc sống. Em còn rất phấn khởi,
Sau đó tâm trạng của em đã không còn như vậy nữa phải không? Dạ. Trước giờ em chưa hề nghĩ kiếm tiền lại khó như vậy. Hôm nay em đã ăn bát cháo người ta cho à? Sau đó đến tối em phải dùng 5 xu để mua một cái bánh bao. Cảm thấy sao? Em ăn cái bánh bao đó cảm thấy sao? Cảm nhận thế nào? Em ăn từng miếng nhỏ một, cảm thấy không nỡ ăn. Cảm thấy nếu cắn miếng lớn thì sẽ mau hết, không nỡ xài tiền. Lúc lên đại học em đã tiêu không ít tiền của cha mẹ đúng không? Học phí một năm của em là 16.000 tệ, bằng với học phí 4 năm của người khác. Những đồng tiền này là của cha mẹ em vất vả kiếm được. Ba của em một năm 365 ngày, hình như chỉ có đến Tết mới được nghỉ ngơi một chút. Trước giờ em không cảm nhận điều này. Em nghĩ ba đi làm, ba đi kiếm tiền đi, rồi đem tiền về, mình có tiền xài là được rồi. Em chỉ nghĩ đến điều này. Trước giờ chưa hề nghĩ cha mẹ có chỗ nào không thoải mái, tâm trạng hôm nay như thế nào, hay là mình nên làm cho cha mẹ chút việc gì. Trước giờ em đều không nghĩ đến. Lúc em học đại học, nhìn thấy các bạn học của em đã sống thế nào. Mỗi ngày các bạn muốn ngủ, đến mấy giờ thì ngủ, đến mấy giờ bất kể là có giờ học hay không. Còn có khi lên mạng, ăn vặt. Em ở trong căng tin trường, thường nhìn thấy các bạn mua một phần ăn hết là 10 đồng. Sau đó ăn thấy không ngon thì ăn hai miếng rồi không ăn nữa, để ở đấy. Sau đó cơm này đều bị đem đổ. Hiện tượng thừa cơm rất lãng phí trong căng tin rất là nghiêm trọng. Nhưng hiện giờ em nhìn thấy, em cảm thấy những thức ăn này đều cần phải biết bao nhiêu cái chai mới có thể đổi được. Vì mà các bạn không biết trân quý, mỗi ngày tiêu tiền rồi còn lãng phí. Chúng ta thường nói đến chim sa bầy, thông thường là chỉ những người lớn tuổi không có con cái bầu bạn. Nhưng mà hiện giờ trong sân trường đại học cũng xuất hiện loại người như vậy. Họ chính là những sinh viên sắp tốt nghiệp mà không chịu ra ngoài thực tập. Công việc tạm thời cũng không có, chỉ nằm ở nhà. Đã gần đến trưa rồi mà cậu sinh viên năm cuối này mới thức dậy, dọn dẹp thay đồ rồi ra ngoài ăn cơm. Kế hoạch của cậu ta hôm nay là lên mạng, ăn cơm hoặc đi ngủ. Cậu ta còn hơi khoa trương nói với ký giả là hiện giờ cậu ta ở tại ký túc xá hết 23 giờ đồng hồ, một giờ còn lại dùng để ăn cơm. Em cũng tìm rất nhiều công ty xin thực tập nhưng hầu như không có kết quả gì. Em cũng nộp đơn rồi nhưng còn phải xem hên xui như thế nào. Vừa đã nộp đơn nhưng bên công ty tuyển dụng hình như cũng không hài lòng. Hiện giờ mỗi ngày đều nhàn rỗi trong ký túc xá, em cũng không biết làm gì. Nói chung là lên mạng, nghe nhạc. Kỳ thực em cũng hoang mang lắm. Cho nên tôi thường nói, rất nhiều sinh viên đại học thật không biết xấu hổ, không có hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, không biết sĩ. Các em ở đây học khóa trình này chính là giáo dục về chữ sĩ. Em hãy sâu sắc mà thể hội điều này. Những sinh viên đó mỗi ngày ở ký túc xá lên mạng xem những thứ gì? Hoặc xem tiết mục giải trí, hoặc xem phim. Nam sinh viên thích chơi game, xem bóng đá. Đa số bọn họ đều thức suốt đêm làm những việc này. Buổi tối muốn làm gì thì làm, ba ngày thì ngủ, cứ ôm máy tính mà chơi. Dạ. Ngoài việc ăn mặc ra, bạn nào có tiền thì đi du lịch, hay là mua thêm máy vi tính, thêm máy ảnh, điện thoại. Muốn có thứ gì, muốn thoải mái ra sao, họ đi dùng tiền của cha mẹ để thực hiện mong muốn của bản thân. Khóa học này vừa bắt đầu là ngày đầu tiên của em đúng không? Dạ. Ngày mai em làm gì? Em cảm thấy hôm nay đi hơi trễ nên rất nhiều rác đã bị công nhân vệ sinh dọn sạch. Ngày mai em muốn dậy sớm hơn một tí, đi nhặt sớm hơn. Hôm nay em cũng phát hiện một vài quy luật, nên ngày mai em sẽ nhắm đến những khu dân cư mà đi, hoặc đến các trạm xe, còn những nơi trọng điểm như thế này mà nhặt. Em đến trạm xe, đến trạm xe buýt nhặt, người ta có nói gì hay không? Họ đều có ý mong em mau đi chỗ khác. Họ nói chuyện rất khách khí. Là muốn đuổi em đi à? Nên em cũng nhanh chóng rời khỏi. Em nói hôm nay em nhặt rác đã kiếm được bao nhiêu tiền? Em kiếm được 18 đồng. Là lần đầu tiên? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. Em hãy nói về cảm nhận của em. Em 6 giờ xuất phát, em nhặt rác theo gian đường. Nhặt được nửa giờ em đã nhặt được một bao lớn, thật là nặng. Lúc đó em cảm thấy, bởi vì nhặt được gồm có chai, hộp giấy, còn có một ít tiền. Lúc đó em cảm thấy nhặt được nhiều như vậy chắc sẽ bán được khá. Sau đó khi em mang đến, người ta không thèm để ý tới.
Cái mà họ mua là số lượng lớn. Em có một bao đều đổ hết xuống đất. Lộn xộn thứ gì cũng có. Người ta chỉ nhìn một cái rồi nói 3.50 đồng. Em cảm thấy nhiều đồ như thế, sao chỉ bán được có 3.50 đồng? Sau đó người ta còn nói em muốn bán thì bán, không muốn bán thì đi chỗ khác. Lúc đó em không biết mình nhặt bao lâu, chỉ cảm thấy nhặt được một bao rất nặng. Em cảm thấy ít nhất cũng bán được 4-5 đồng. Nhưng kết quả người ta không thèm để ý tới. Tôi không cần biết em đã nhặt cái gì. Một mớ hỗn độn tôi trả em 3.50 đồng là không tệ rồi. Em muốn bán thì bán, không muốn bán thì đi chỗ khác. Lúc đó em cảm thấy nhặt chai đem bán thật không dễ. Em cảm thấy ít nhất phải mất 1 giờ đồng hồ. Em không đi tiếp nổi vì cảm thấy quá là đau lòng. Lúc mới bắt đầu em đi nhặt rất là hăng hái, góc đường nào ngõ ngách nào em cũng không bỏ qua, cái gì em cũng nhặt, tất cả cái gì có thể bán được. Em cảm thấy lúc đó em nhặt rất hăng. Sau khi đi bán lần đầu, em cảm thấy làm gì có chuyện dễ như vậy. Em nói thôi được, chị hãy đưa cho em 3.50 đồng đi. Em cầm lấy tiền xong là quay đầu đi. Từ 3.50 đồng này, em cảm thấy mình là người không biết cảm ơn. Mọi thứ đều đến với em quá dễ dàng, nên em không biết tiền của cha mẹ từ đâu mà đến. Lúc đó em cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy cô. Trước đây em học tiểu học ở nước ngoài, sau khi em trở về thì không theo kịp bài vở, phải đi học thêm. Tiền học thêm 2 giờ đồng hồ, thấp nhất cũng là 200 tệ. Nồi tiền học thêm em đã tiêu tốn của cha mẹ gần 100.000 tệ. Nhưng em không cố gắng học. Vì sao vậy? Bởi vì em bị ảnh hưởng của bạn bè trong trường, cho nên rất nhiều thói quen xấu em đều cho là chuyện bình thường. Kỳ thực không hề bình thường. Em nói trường học là trường trung học đúng không? Dạ, trung học. Các bạn học sinh trung học xung quanh em đều ăn uống vui chơi hưởng thụ. Các bạn đi học nói chung là không nghe giảng. Tan học về đều đến tiệm internet. Các bạn học đều xin tiền cha mẹ đúng không? Dạ. Các bạn rất là xa xỉ. Thí dụ như trong trường vừa mới đưa vào loại thức ăn gì thì liền đi mua, ăn thấy không ngon thì ăn 2 miếng liền dứt đi. Hôm nay em đi nhặt rác có cảm nhận gì không? Trong lúc em đi nhặt ve chai, có người hỏi em, sao em lại đi nhặt ve chai vậy? Còn trẻ như vậy mà. Em lúc đó không nói gì. Kỳ thực em rất sợ, nhưng vì để sinh tồn nên em phải khắc phục tâm lý của chính mình. Em còn cảm thấy nhất định phải quan sát sắc mặt của người ta. Mỗi nhà đều là một cửa tiệm nhỏ, trước cửa đều có đậy mấy hộp giấy hay là vài cái chai. Em không rõ về những thứ này nên em hỏi người ta có dùng mấy cái hộp giấy không, chứ không cần hỏi họ có đậy mấy thứ này lại bán không. Em cũng biết cách hỏi. Ví dụ như người ta quăng ra một cái hộp giấy hoặc một cái chai ở trước cửa, em sẽ hỏi xin lỗi, em xin làm phiền một chút, cái này các anh có còn dùng không? Nếu họ nói cần chứ, sao không cần? Còn dùng ánh mắt khác thường nói, vì sao lại không cần? Mau đi đi. Cho nên không phải thứ gì mình cũng có thể lấy được. Phải biết quan sát, nếu không sẽ xảy ra xung đột, sanh phiền phức. Hôm nay em ăn cơm ở đâu? Hôm nay em dùng 5 xu mua một cái bánh bao lúc trưa. Lúc em ăn bánh bao, em ăn từng miếng nhỏ vì không nỡ ăn. Trước đây em không cảm thấy như vậy. Nếu cần sẽ nói với cha mẹ, mẹ ơi con đói, mẹ sẽ đi mua. Con muốn ăn mấy cái,
lúc đó không có cảm giác này. Hiện giờ tiền này là tự mình kiếm được nên rất là không nỡ xài. Lúc ăn là ăn từng miếng nhỏ một, em cũng không biết nó có mùi vị gì. Vậy là một ngày em ăn một cái bánh bao. Kỳ thực em không cảm thấy đói. Lúc đó là vì để sinh tồn, mình cần những thứ này để nuôi sống, nên không nghĩ đến những việc như đến giờ rồi mình đã đi ăn thứ gì đây. Căn bản không có khái niệm đó. Lúc đó không nghĩ đến có đói hay là không, có khát hay không. Trong dân gian có câu: con nhà nghèo thì sớm hơn già. Tôi cảm thấy còn có một câu có thể nói tiếp theo. Mọi người nghe xem có lý hay không. Con nhà giàu thì sớm bại gia. Vì sao vậy? Em xem các em đều là con cái nhà giàu có. Cha mẹ đều có tiền cho các em ra nước ngoài. Trước giờ không biết tiền từ đâu mà có, không biết sinh tồn sẽ có nguy hiểm gì. Sống thật không phải dễ. Hay từ cuộc sống này có ý nghĩa gì? Nghĩa là phải có cái ăn, cái mặc. Vì từ đâu mà đến, tiền từ đâu mà ra? Sáu cắt một cái chai đi nhặt đi. Em chìa tay đòi cha mẹ thì đòi đến bao nhiêu tuổi? Hiện nay em đã 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. Hiện giờ trong xã hội còn có nhiều người. Em xem trong tin tức đều xin tiền cha mẹ. Ngoài ra có biết gì? Em nói rất đúng. Hôm nay là ngày đầu tiên của em. Sự sinh tồn phải bức bách thì mắt mới có thể tin, tai mới có thể thính, miệng mồm mới linh hoạt. Nếu không sẽ gục ngã, nếu không sẽ bị nguy hiểm. Nên con nhà nghèo thì sớm hơn già. Tốt, tốt ở chỗ nào? Nó hiểu chuyện, nên công ty nào cũng thích. Ông chủ đều đồng ý tuyển. Biết tiết kiệm, biết quý tiết, hiểu nhân tình xử lý. Biết khi nào nói chuyện, biết khi nào nên làm việc gì. Nó đều hiểu rõ, vì đã được giáo dục, chịu qua cái khổ này, chịu đựng qua cực khổ. Cho nên hiện nay cầm tấm bằng đại học, những sinh viên này sau khi rời khỏi trường, hiện giờ vì sao sinh viên tìm việc khó, tỷ lệ đào thải cao, hơn 90% bị xếp xem thường. Vì sao vậy? Họ không thể hầu hạ người như vậy. Cái gì cũng không nhìn ra, cái gì cũng không hiểu, thì có nơi nào cần cô chiêu như vậy? Có nơi nào tuyển cậu ấm như vậy chứ? Cho nên mới biết nuông chiều sẽ khiến các em xong rồi. Trong 20 năm đầu tiên, em mới biết được mùi vị của cuộc sống. Nếu như không có khóa học này, thì em sẽ vĩnh viễn không biết sống là như thế nào. Vì nếu cha mẹ mất rồi, người trong nhà mất hết rồi, thì em sẽ ăn của ai? Hiện nay các cô con gái vì để hưởng thụ, việc gì cũng dám làm, việc gì mất mặt cũng dám làm. Em xem mấy cô gái quán bar ăn mặc toàn đồ hiệu phô trương, nhưng cũng không sánh bằng những người nhặt ve chai. Người ta tự làm mà ăn. Còn các cô ấy thà làm kỹ nữ, thà làm những công việc xấu xa như vậy, chứ không chịu khổ như các em. Cho nên hiện nay rất nhiều người hâm mộ họ. Mà em có biết họ đã làm cái gì không? Ăn bận như vậy, nhìn thì cũng rất đẹp, nhưng mà để làm gì? Cho nên chịu cái khổ này cũng có lợi ích. Lợi ở chỗ nào? Biết rằng người ta không thể vì kiếm tiền mà đi làm chuyện xấu, làm chuyện xấu xa. Vậy thì làm sao? Để qua cuộc sống như vậy, em sẽ thể hội được sống thật không dễ dàng. Như vậy thì sao? Người ta phải có bản lĩnh. Cuộc đời này không thể làm những việc này. Không lẽ cuộc đời này đều dựa vào lượm ve chai mà sống? Vì cha mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng sao? Nói nhà ta có đứa con đi nhặt rác rất là vinh dự. Việc này là để các em thể hội, chứ không phải bắt các em đi làm công việc này. Con người ta sống thật khó khăn, vì phải làm sao? Phải có học vấn, học hành. Em không học thì tương lai ai cho cơm em ăn? Hiện nay nhiều thanh niên nói có nơi có thể kiếm tiền, đó là tạo ác nghiệp. Đến những nơi như vậy nhìn có vẻ có tiền, nhưng đều là hung tài, đều dựa vào nói khoác để lừa gạt người, gạt người khác, hại người khác, dựa vào việc bán hàng giả để kiếm tiền.
Vì này có thể làm được không? Vì này không thể làm thì làm việc gì? Trước tiên hãy từ đây mà bắt đầu. Không chịu cái khổ này thì em sẽ vĩnh viễn không biết được cơm đó bày ra trước mặt em, áo quần em mặc là từ đâu mà đến. Khóa học hiếm có này không phải để ngược đãi các em, không phải giáo viên hồ đồ. Không phải, em không phải trải qua cái này thì em không biết cuộc sống khó khăn ra sao. Không phải các em còn có thể đi con đường khác nhưng chấp nhận chịu cái khổ này. Không phải, em thấy trên con đường này có nhiều người già tóc bạc còn vào thùng rác nhặt ve chai. Vì sao họ như vậy? Nếu họ còn có một con đường khác thì họ có phải như vậy không? Ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, lén lén lúc lúc đi lục thùng rác. Nhất định là con gái và con trai họ không nuôi, họ không có tiền trong tay, sáu cắt một cái chai đi nhặt thôi. Ở rất nhiều thành phố lớn, những người lớn tuổi đều đang làm việc này, thật đáng thương. Lúc còn trẻ thì lãng phí, đến lúc cần tiền thì một xu tiền cũng không có. Người ta không biết tiết kiệm, không biết cuộc sống này phải như thế nào. Các em ăn cái bánh bao từng miếng nhỏ một. Vì sao vậy? Ai đã dạy các em? Ai áp bức các em? Không ai cả. Khóa học này cho các em hiểu, hiểu được phải trân quý. Đời này của các em thấy bánh bao, thấy cơm, xem còn lãng phí nữa không? Còn quăng đi nữa không? Em hỏi chính mình xem con có thể làm công việc này được nữa không? Nước suối uống một nửa rồi dứt, uống một ngụm rồi dứt. Em có thể làm công việc này thì em từng trải rồi. Một ngày tuy ngắn nhưng em đã làm người từng trải. Em đã biết được tiền từ đâu mà đến. 3 đồng rưỡi, người ta càng làm mất mặt em, càng đuổi em, xua em đi. Em có cảm nhận gì? Vì tiền cha mẹ kiếm đều là do người khác nhét vào túi cha mẹ em hay sao? Có sự nhục nhã nào mà không chịu đựng được chứ? Thức khuya dậy sớm, làm việc từ sớm đến tối mới có tiền mang về. Làm gì? Trước tiên đều nghĩ đến con cái. Còn cái đứa nào cũng đốn mặt như nhau. Tôi nói lời này không phải là lấy đạo lý mà dạy bảo người khác, lên lớp người khác, không phải có ý này. Mà thanh niên hiện nay quá là đốn mặt, quá đáng sợ. Các em không đi học khóa học này thì các em có hiểu ra không? Có nói, có đánh, có mắng cỡ nào cũng đều vô ích. Tôi còn chưa nói, tôi còn muốn khấu đầu trước cái thùng rác này vì nó đã dạy các em. Nếu không đặt các em vào hoàn cảnh như vậy thì các em vĩnh viễn là áo đến thì giơ tay, cơm đến thì há miệng, mà không biết rằng những thứ này từ đâu mà đến, làm sao mà đến. Thầy cô trả tiền cho các em ăn cơm dựa vào cái gì? Có suy nghĩ đến không? Hôm nay em đã đóng góp một ngày lao động, tự mình nuôi thân. Em ăn cái này thì em mới tâm an lý đắc. Lần này em nhìn thấy những bạn học, bạn bè và các thanh niên ở xung quanh không làm được tích sự gì, làm khổ cha mẹ nhiều năm mà còn đòi tiền cha mẹ, còn đưa cái mặt ra là đòi tiền, không có một chút đức hạnh, không có một chút công lao nào mà chỉ đòi tiền cha mẹ cũng cho. Vì sao phải đi học khóa học này? Em có hiểu ý thầy không? Dạ hiểu. Mọi người chúng ta xem đến đây, không biết có cảm nhận gì không? Lời các em đã nói đều là lời nói tận tim gan. Rốt cuộc các em đã hiểu ra sự việc. Đúng vậy, cho nên học sớm thì có lợi sớm. Hà tất gì phải đợi đến 20-30 tuổi rồi mới khóc hu hu, em sai rồi. Vì phụ huynh sớm đã như thế nào? Chúng ta nhìn thấy trên truyền hình hiện nay, đặc biệt là cái tiết mục giải trí, có nói những lời đàng hoàng không? Vì sao không phát sóng những tiết mục như vậy để cha mẹ trong thiên hạ, các em học sinh của chúng ta, con cái và những người trẻ tuổi trước màn ảnh đều nhận được sự giáo dục tốt? Hiện giờ sinh viên đại học đã thực sự có thể mở mắt. Mọi người hãy nhìn ký túc xá này, đây gọi là chỗ ở của người sao? Họ đã ở nơi như vậy, các sinh viên đều như vậy, đều làm mối mọt, đều làm súc sanh. Đây không phải là mắng họ. Mọi người xem, đây không phải là ổ chuột thì gọi là cái gì? Một chút năng lực tự quản lý cuộc sống cũng không có, tiêu xài tiền của cha mẹ, sau đó cũng không lấy làm xấu hổ, cách sống như người cũng không có, ra ngoài thì trông như sạch sẽ lắm, về đến ký túc xá thì như ổ chuột. Các vị liền biết mấy người này có thể sống được hay không? Theo tôi thì rất là khó. Họ chưa tham gia khóa học hôm nay thì họ căn bản sẽ không biết con người sống đúng đắn là nên như thế nào. Làm gì có chuyện như thế này? Tôi còn nhớ diễn đàn trước đây, lúc sám hối có em tên là Tiểu Ngu. Lời sám hối của em giáo dục rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ tuổi, cũng giáo dục luôn mẹ của em. Mẹ của em cũng lên sám hối. Vì sao vậy? Con chìa tay xin tiền là cho 1.000-2.000 tệ cũng cho.
Em tiểu ngu mua toàn quần áo, quần áo mới, cái quần vẫn còn nhẵn mát, còn mới có bị rách. Sợ mẹ nói em lãng phí, em đã quăng luôn vào thùng rác. Cái gì nói đứa con như vậy? Sợ bị nói là phí tiền mua quần áo, đã quăng luôn vào thùng rác. Ăn chơi vè vẩn đi quán bar, chỉ có chưa hút ma túy thôi. Muốn bao nhiêu tiền thì đưa bao nhiêu tiền. Các vị chắc không ngờ là họ học ngành giáo viên mầm non. Chứ tôi nghe xong không lạnh mà run. Cô ấy sau khi ra trường sẽ là cô giáo mầm non. Cái gì nói người này bản thân cô ấy sống như thế nào? Cô ấy cũng không biết thì có thể dạy được các em bé không? Cho nên hy vọng trường sư phạm, học viện sư phạm mau mở khóa học này, mau chiếu tiết mục này, mau chiếu cái đĩa tên là sống này. Bản thân cô ấy không biết cách sống thì làm sao có thể dạy người khác. Cho nên các em bé ở trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu, tất cả đều phải học cái khóa này. Làm sao sống, có biết không? Không biết. Thì các vị dạy những học vấn này có tác dụng gì? Những thứ này nói xong rồi, giảng xong rồi thì vẫn là có người khác phải hầu hạ họ. Họ vẫn ra đường chết đói, xin ăn. Cho nên giáo dục hiện nay thất bại rồi. Trước đây không cần nói thời xưa, lúc chúng tôi còn nhỏ đều được giáo dục về cách sống, nhà nào cũng dạy. Hiện giờ họ không dạy nữa. Phụ huynh đều là người sau thập niên 80. Họ làm cha mẹ, họ không có khái niệm, nuông chiều thái quá. Chính sách một con đều bị chiều hư. Họ không có khái niệm. Người lớn tuổi khuyên thôi đừng nói nữa, bộ mặt như vậy, rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc đời sau không bằng đời trước, bị ngu hóa rồi. Có câu tục ngữ dân gian, lời thô chớ ý không thô. Câu nói này nghe không lọt vào tai, có vẻ như rất thô. Rất thô, nhưng ý nghĩa của nó không thô. Cái gì nghe đi. Quả thật mỗi một đời đều ngu ngốc hơn trước đây, cái gì cũng không biết làm. Nếu như người lớn không còn nữa, họ không hề nghĩ đến. Mỗi ngày đều ăn nhà hàng. Xem tiết mục này rồi, chúng tôi tin là người lớn nhỏ trong nhà đều giác ngộ. Mời các vị xem chương trình Tiếng Vọng Từ Bốn Biển. Chúng tôi bên này có một vị khán giả từ Bắc Kinh, có số điện thoại đuôi là 8307. Anh viết trên trang mạng của chúng tôi là: tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, cha tôi đã dạy tôi, con phải học cho tốt, nếu không thì sau này lớn lên ra được ăn xin không có người cho đâu. Sau đó con chỉ có đói mà chết. Bởi vì lúc cha tôi còn nhỏ gặp phải 3 năm thiên tai, lương thực cứu trợ của nhà nước không phát cho nhà chúng tôi. Ít nhất là trong thôn của tôi đều bị tình trạng này. Cha tôi đã từng bị xỉu vì đói. Sau đó ông đã dắt cô của tôi cùng nhau đi ăn xin. Trước đây khi cha tôi kể cho tôi nghe về đoạn lịch sử này, tôi chỉ xem đó là một câu chuyện để nghe mà không để tâm vào nó. Nhưng hôm nay tôi xem tiết mục sống này, tôi rất cảm động. Đặc biệt tôi đã sâu sắc hiểu rõ hai phương diện tri ân, báo ân và nhẫn nhục tinh tấn. Tôi vô cùng biết ơn các thầy cô. Tôi cũng có một lời nhắn từ khán giả trên trang mạng của chúng tôi, là một khán giả ở Quảng Châu. Anh là một người trung niên hơn 40 tuổi. Nhà anh có một đứa con đang học lớp 12. Anh nói bộ video sống này vào ngày 30 tháng Chạp và ngày đầu năm mới anh đều đã xem hết. Anh đã xem hết một mạch, bởi vì tiết mục 4 tập này tổng cộng gần 9 giờ đồng hồ. Trong quá trình xem, anh đã thường xuyên rơi lệ, nghĩ đến rất nhiều thứ mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Cũng phát hiện chính mình có nhiều thứ còn thiếu sót. Giới và khổ chính là thầy, là thuốc hay vô thượng mà Phật Đà để lại cho nhân gian. Chỉ có tự mình thực hiện mới có thể đạt được lợi ích. Trong lúc giảng bài, thầy giáo đã nhiều lần nhắc đến lục căn mẫn nhụy. Thầy nói thực sự là chỉ có sống với mục đích này thì lục căn của con người mới nhạy bén hơn so với người thường. Thầy nói đây mới là chân chính, là lấy giới và khổ làm thầy. Trước đây đều đô nhiếp lục căn niệm Phật, thường không hiểu gì sao. Anh ấy còn là một cư sĩ niệm Phật. Hiện giờ anh ấy đã có một cảm nhận mới, có thể đối trị chứng hôn trầm và trào cử xuất hiện trong lúc niệm Phật. Giờ mùng 2 Tết, anh đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Vì khán giả ở Quảng Châu này đã chú tâm để ý đến những thùng rác trên đường và người đi đường. Anh ấy đã nhìn thấy hai cụ già đi nhặt đồ phế phẩm. Anh nói trước đây anh không có sự quan tâm, quan sát như vậy. Cho nên anh cảm thấy mình tuy nhìn mà không thấy, lục căn không nhạy bén đến mức anh cảm thấy hết sức xấu hổ. Bên phía tôi có một khán giả là du học sinh Trung Quốc ở Canada, họ Khương. Em để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư.
Em nói hiện nay em đang học đại học ở Canada. Quê em ở thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Trong quá trình ba mẹ em học Phật, em cũng có may mắn biết được lão pháp sư. Em hiện giờ ở Canada cũng có thể lên trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục thánh hiền. Chỉ cần trang mạng có đăng tiết mục mới, em liền xem trước tiên. Hiện giờ hình như đã xem được một nửa trong tổng số tiết mục rồi. Em còn nói hiện giờ rất nhiều sinh viên đều rất hoang mang, bao gồm luôn cả em, bởi vì không xác định được mục tiêu của cuộc đời, ngay cả ngành học của bản thân cũng không xác định rõ được. Đối với tiền đồ của chính mình không biết sắp xếp ra sao. Nhưng gần đây sau khi xem xong tiết mục sống này, em có cảm xúc sâu sắc, hiểu được lợi ích của sự vất vả và điều kiện căn bản của tu phước. Tóm lại, những nhân sinh quan sai lầm trước đây của bản thân đã được thay đổi. Thí dụ như trước đây những người xung quanh đều cho rằng sống thì phải hưởng thụ. Hiện giờ thì em đã hiểu kỳ thực hưởng thụ chính là tiêu hao phước của chính mình. Bên phía tôi cũng có lời nhắn của một khán giả trên trang mạng Thổ Đậu. Vì khán giả này khá là xúc động, anh nói rất hay, còn hay hơn tiết mục đón năm mới nữa. Ông bà ta có dạy lấy giản dị làm vinh dự, lấy lao động làm vinh quang, dựa vào đồng tiền do tay mình tự kiếm được mới vững chắc. Tin tiếp theo, vị khán giả này nói: cảm ơn thầy đã cho chúng tôi sự giáo dục về nhân tính và đạo làm người. Đây chính là món ăn tinh thần thiếu sót trong thời đại này của chúng ta. Một tiết mục có thể cứu được một mạng người. Phía tôi có một lời nhắn của một khán giả. Anh nói vốn là anh định muốn chết, nhưng sau khi xem xong tiết mục này, anh lại muốn sống. Hy vọng vị khán giả này có thể xem nhiều tiết mục trên trang mạng, không được có ý niệm xem nhẹ sự sống nữa. Những người nhặt rác mà còn có thể sống tốt như vậy thì anh cũng phải kiên cường mà tiếp tục sống. Tiếp theo, một vị khán giả nhắn rằng trong tiết mục sống này thầy giảng rất hay, mọi người đều nên xem. Phật pháp hóa ra tốt như vậy, tôi thật là quá đỗi vui mừng. Phía tôi có một vị khán giả nói: lịch sử sớm muộn gì cũng chứng minh sự cống hiến vĩ đại của thầy đối với việc cứu vớt nền văn minh của dân tộc sẽ không hề phai nhạt. Bởi vì nước ta đã có rất nhiều người hoàn toàn bị phương Tây đồng hóa, vật chất hóa và dị hóa. Đây là việc rất đau lòng. Loại người này ngoài việc ăn chơi hưởng thụ, kiêu sa dâm vật ra, không hề có một cuộc sống ý nghĩa nào cả. Giống như súc sinh vậy, ăn rồi chờ chết. Nhân loại sớm muộn nên phản tỉnh lại giai đoạn lịch sử đáng xấu hổ này. Phía tôi còn có một khán giả, anh thông qua trang mạng Sina gửi lời nhắn cho chúng tôi. Vì khán giả này xem ra rất là bị lôi cuốn, bởi vì anh đã nói: hai ngày nay tôi cứ ngồi xem tiết mục mới tên là Sống của thầy. Kết quả tối đến, tôi nằm mộng thấy mình cũng đi nhặt rác, còn mộng thấy trạm thu dây chai đều phá sản. Sau đó tôi và một người bạn của mình cầm lấy tiền rác mở một trạm thu mua dê chai. Anh nhận thấy những hành vi lãng phí vật thực của mình trước đây quả thật là quá đáng. Nước chúng ta hiện nay có hơn 100 triệu người không được ăn no mặc ấm, còn các nạn nhân bị đói ở châu Phi còn nhiều hơn nữa. Sau này tôi thật sự không dám lãng phí, nhất định phải tiết phước. Đây là chuỗi tiết mục giáo dục về cuộc sống. Tiết mục sống tập thứ nhất. Hôm nay con đi nhặt rác, nhặt dê chai bán được bao nhiêu tiền? Hôm nay con nhặt chai bán được 1 đồng 3. Một ngày được 1 đồng 3 à? Dạ. Con hãy nói về cảm nhận của mình đi. Năm nay con bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. 33 tuổi. Được, con hãy nói cảm nhận của mình. Con tự mình cảm thấy sống thật không dễ dàng, bởi vì bản thân con chưa từng trải qua cái khổ như vậy. Cho nên con không biết xã hội này còn có người thấp kém như vậy. Lần đầu tiên con biết à? Dạ. Con ở nhà trước đây đã sống như thế nào? Con từ nhỏ ở trong nhà, người nhà không cho con làm việc nhà. Thí dụ như nấu cơm, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo. Lúc nhỏ con sống với mẹ thì đều là mẹ con làm. Sau này con lớn hơn một chút thì sống chung với ông bà nội. Bà nội hết sức thương con, cho nên từ nhỏ con tính tình nóng nảy, cũng rất cứng đầu, là do nuông chiều thành thói quen. Lớn lên chỉ thích sống thoải mái, ấm êm. Sau này con có gia đình thì con đã làm vợ thế nào? Khi sống chung với chồng, con không biết làm việc nhà, con rất cứng đầu, rất tự tư. Việc gì cũng phải theo ý của con. Nếu có chuyện nào không làm con vừa ý thì con liền nổi nóng. Thậm chí lúc mọi người đang ăn, con cũng xô ngã ghế. Có câu nào nói không đúng thì con sẽ làm như vậy. Con rất là cứng đầu bướng bỉnh.
con không biết làm việc nhà, cũng không biết nấu cơm. Đây là lần đầu tiên con tham gia khóa học như vậy. Hôm nay đi nhặt ve chai, nhặt rác về kiếm sống. Con có cảm nhận gì? Lúc mới bắt đầu con nhặt được hơn 20 cái chai, con cho rằng có thể bán được rất nhiều tiền. Sau đó con đem đi, người ta nhìn một cái rồi đưa con 1 đồng 3. Một ngày con nhặt hơn 20 cái chai. Dạ. Bởi vì con có chút kiêu ngạo, con nói mình không thể đói. Con mà dùng đồ như mặc quần áo phải mặc thật đẹp, ăn đồ phải ăn đồ ngon. Thậm chí khi tiêm vaccine, bác sĩ hỏi muốn tiêm loại trong nước hay là nước ngoài, thì con nói muốn tiêm loại nước ngoài. Nhu cầu của con cao như vậy thì tiền của con từ đâu ra? Con đã nghĩ đến chưa? Trước đây con đi làm kiếm tiền. Vậy thì còn hiện tại, hiện giờ con cảm thấy tiền kiếm được không phải dễ. Trước đây khi nhìn thấy tiền, nhìn thấy mấy xu tiền hay mấy đồng tiền, con không có cảm giác. Thậm chí mười mấy đồng cũng không có cảm giác. Hôm nay con có cảm nhận chưa? Có rồi. Bây giờ con nhìn thấy 5 xu tiền rất có cảm xúc, nhưng con vẫn còn một chút kiêu ngạo. Con muốn đi ăn, bởi vì con rất quan trọng việc ăn bữa sáng. Nếu con chút nữa thì bị đói. Con đã lấy 1 đồng đó muốn đi mua đồ ăn sáng. Sau đó con nghĩ 1 đồng 3 này chỉ có thể mua bánh bao ăn, bởi vì bánh bao là rẻ nhất. Trước đây con ăn sáng rất là kén chọn, ăn sáng còn phải ăn bánh bao, mằn thầu hoặc là bắp, khoai lang. Ăn xong còn ăn thêm một chén cháo hoặc uống cùng sữa đậu nành là cơ bản nhất. Nhưng mà hôm nay con mua một cái bánh bao thì cảm thấy không nỡ. Con đã để dành 8 xu tiền lại. Sau đó con đi tìm một chỗ người ta tuyển nhân công theo giờ. Con hỏi người ta nói hiện giờ không tuyển người. Sau đó con đã hạ thấp giọng xuống nói với người ta: ông chủ, tôi không cần tiền, ông có thể cho tôi ăn một bữa không? Sau khi họ do dự một hồi, họ nói: được, con hãy đợi một lát, vì đây là tiệm ăn. Sau đó con cảm thấy rất khẩn trương. Chỉ cần có khách đến hỏi, con phải nhanh chóng lại rót nước. Con phải biết nhìn sắc mặt của người khác, thật không dễ gì. Con là vì một bữa cơm này. Sau khi khách rời khỏi thì con bận rộn đi lau bàn, thu dọn chén đĩa. Con rất sợ mình làm không tốt. Con lớn đến gần này, đây là lần đầu tiên à? Dạ. Trước đây chưa từng làm sao? Dạ. Ăn sung mặt sướng quá lâu rồi. Ăn bữa cơm này con có cảm nhận gì? Khi ăn cơm con muốn ăn nhiều một chút. Con nghĩ mình nên ăn nhiều một chút, vì mình ở đây phải làm việc một ngày, mình phải ăn nhiều một chút. Còn trước đây làm nghề gì? Trước đây con làm nhân viên kinh doanh bên nhà hàng Đâm Sao, cũng làm phó quản lý sảnh. Hiện giờ con đã học văn hóa truyền thống. Phản tỉnh về những đồng tiền kiếm được trước đây, có phải thường xuyên nói dối để gạt người không? Dân, con phải tạo quan hệ, phải tặng quà cho khách hàng, phải tân bốc họ, để họ dẫn khách đến ở chỗ này. Sau đó cũng nói dối gạt người. Còn có lần phòng hội nghị bên chỗ con không tốt, nhưng con cũng nói dối là nói tốt. Còn có bán hóa đơn, bán hóa đơn để kiếm tiền, đã kiếm được rất nhiều hung tài. Đồng thời con phát hiện mỗi lần con kiếm được hung tài thì nó đều nhanh chóng bỏ con đi. Con không kiếm được, giữ không được. Giữ không được bất kể là dùng phương thức gì cũng không có được. Hiện giờ con học văn hóa truyền thống, con đã hiểu rồi. Nếu con không tạo ác nghiệp, kiếm những đồng tiền đó, nói khoác gạt người, bán hàng giả, làm những gì như vậy thì cũng đủ ăn đủ mặc được mà. Đồng tiền do tạo ác nghiệp kiếm được sẽ có ác báo. Con thấy nếu không làm việc này, mới đi con đường thẳng, từ việc thấp nhất khổ nhất mà bắt đầu. Thí dụ như công việc này, từ việc nhặt ve chai mà bắt đầu. Con làm gì? Con đã nghĩ qua chưa? Khóa học này nhất định phải học. Nếu không thì con vĩnh viễn sẽ không biết tiền này, đồng tiền chính đáng này từ đâu mà đến. Không tạo ác nghiệp, con nghĩ xem, con còn có cảm nhận gì không? Con cảm thấy hôm nay con ở quán ăn đó đã là việc rất hết lòng. Con còn rất khẩn trương, bởi vì con sợ ông chủ cảm thấy con làm việc không tốt. Nên khi rảnh là con giúp gì đó, rửa chén, rửa rau, nhặt rau. Sau cùng khi con sắp sửa đi, con đến từ biệt với ông chủ. Con nói con phải đi, ngày mai con sẽ đến. Nhưng ông chủ đã nói với con, ngày mai con không cần đến nữa. Lúc đó con rất đau lòng. Con vì ăn một bữa cơm, sau đó con không cần tiền của ông ta. Con đã làm một ngày, mà ngày hôm sau ông ấy lại nói không cần con đến. Khi con quay lưng đi, con rất muốn khóc, nhưng con đã nhịn được. Con không khóc,
trong lòng con rất đau, con vừa đi vừa phản tỉnh. Sau đó con phát hiện là kỳ thực khi đi ra ngoài làm việc, ngay cả công việc như vậy mà người khác cũng không cần đến mình, con quả thật là cho rằng mình rất có năng lực, nhưng trên thực tế là con không có năng lực gì. Con cũng có con gái đúng không? Dạ. Sau khi học xong khóa học này, con định dạy con gái của con ra sao? Con sẽ nói với nó, một đồng tiền kiếm được không hề dễ, phải hết sức trân quý. Còn nữa, thế giới bên ngoài, những ô nhiễm trong xã hội rất nhiều. Bởi vì hôm nay con phát hiện người đến ăn cơm có 99% là để lại cơm thừa. Có người thậm chí ăn hai miếng rồi không ăn nữa, cơm đó bị đổ đi. Chỉ là một tiệm ăn nhỏ, một quán ăn bình thường. Dạ, rất là bình thường, giống như một tiệm ăn nhanh vậy. Con cảm thấy trong xã hội này sự ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Bản thân con đã cảm nhận được. Con còn con gái, nếu như con của con không học văn hóa truyền thống, con thấy có đáng sợ hay không? Con đã hiểu ra một ít, đã thay đổi rồi. Nhưng mà hiện nay rất nhiều người cho rằng đây mới là việc tốt. Họ vẫn đang truy cầu. Sống không phải dễ. Sống là một người bình thường càng không phải dễ. Có cơm ăn, có nước uống là được rồi, còn có ô nhiễm nữa. Nhưng người đó vẫn sống khỏe mạnh. Họ là người xấu, giá trị quan đều sai rồi. Con thấy hiện nay không có văn hóa truyền thống có được không? Con hãy tự suy nghĩ xem. Con năm nay cũng 33 tuổi thưa thầy. Năm nay cũng 33 tuổi à? Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi nhặt chai à? Bán được bao nhiêu tiền? Bán được 21 đồng. 21 đồng. Con có cảm nhận gì? Con cảm thấy không đỡ xài tiền. Tiền là mọi người kiếm được cùng với đồng tiền có được nhờ bán ve chai đều không giống nhau. Con cảm thấy đồng tiền này rất sạch sẽ. Lúc chưa bước ra khỏi cửa, con cảm thấy rất mới mẻ. Con trước đây cũng chưa từng nghĩ qua sẽ đến một nơi xa xôi như vậy, rồi còn học cái khóa này. Khi chúng con bước ra khỏi cửa, đầu tiên nhìn thấy là một người đàn ông xách nửa cái túi. Con cảm thấy rất áp lực. Chúng con vừa mới đến thì đã có người cũng đang nhặt. Không phải chỉ mình chúng con đi nhặt chai, còn có rất nhiều người cũng đi nhặt chai. Con cảm thấy rất áp lực. Cảm giác đầu tiên chính là mình hôm nay có thể có cơm ăn hay không. Con đã cảm thấy như vậy. Dần dần con đã có một chút thể hội hai từ cuộc sống này là gì. Hôm nay con sẽ sống ra sao? Con kỳ thực cũng là người rất được nuông chiều. Mặc dù con đến từ nông thôn, nhưng con rất kén chọn, rất được nuông chiều. Con đã tiêu rất nhiều tiền của cha mẹ, cho đến bây giờ con vẫn tiêu tiền của họ. Họ gửi cho con 2-3 ngàn tệ. Họ là người nông dân, trồng cây ăn trái. Có lần trời không mưa, họ phải đi gánh nước suốt 24 giờ, không hề ngủ. Phải đợi đến số thứ tự để lấy nước về tưới cây. Con nhớ đến từng cảnh trước đây. Thời cha mẹ con chưa có máy móc, họ đã dùng đòn gánh đi gánh từng gánh về. Cái vai áo đã bị mài đến đổi rách luôn. Có đắp có giá rồi cũng bị mài rách đi. Hôm nay lúc con đi nhặt rác, nhặt ve chai đã nghĩ đến việc này. Dân mới nghĩ đến việc này. Trước đây con chưa hề nghĩ đến điều này. Trước đây con đã bị nuông chiều thành hư rồi. Lớn lên, dân ạ, giống như thầy đã nói là cô Chiêu được hầu hạ. Dạ, con được hầu hạ. Sức khỏe của con không tốt, thường xuyên bị bệnh. Những động mạch máu trên tay của con đều không thể lấy men được nữa. Mới còn trẻ như vậy mà các động mạch đều bị tổn thương hết rồi. Đến hôm nay con suy nghĩ, mình phải hoạt động, mình phải cử động, mình phải làm việc, mình phải lao động thì mình mới có thể sống khỏe được. Mình mới có thể không bị bệnh. Không bệnh mình mới có thể chăm sóc cho cha mẹ. Mình không được để cha mẹ lo lắng, mình sẽ tăng cân trở lại. Mình tròn lại rồi mình sẽ khỏe mạnh. Đây chính là sự hiếu thuận lớn nhất. Con không biết tìm đâu ra cách nào để tận hiếu. Con chỉ cảm thấy con phải làm việc cho tốt. Con nhất định phải chịu khổ. Con phải làm được những điều đã học.
đó chính là mục tiêu ngắn hạn của con. Hôm nay con ra ngoài nhặt những thứ này, ấn tượng sâu sắc nhất là cơn khát, rất là khát. Không có nước à? Dạ. Lúc mới đầu, trước lúc lên đường, con đã uống 2 chai nước. Uống 2 chai nước có thể cầm cự một buổi sáng. Đến khi con đi nhặt rác, bởi vì tạp khí của con rất nặng, con không thể để cho quần áo trên người bị ướt, chính là ra mồ hôi. Nếu mà ra mồ hôi, con lập tức thay cái mới, rất là nuông chiều bản thân. Nhưng mà hôm nay vừa mệt vừa dơ, vừa ra mồ hôi, ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, là như vậy. Nhưng con vẫn sống được. Đồng thời con cảm thấy hôm nay con sống rất tốt. Con cảm thấy hôm nay con trưởng thành rồi, không còn giống như thứ vô dụng trước đây. Con cảm thấy con không có giống một đứa trẻ to đầu như trước nữa. Con đã trưởng thành hơn một chút rồi. Từng tập khí nhỏ đã dần dần được khắc phục. Con nghĩ đi nhặt da chai nhất định là thứ dơ bẩn, tay cũng dơ, thứ đó còn có mùi. Đối với mùi hôi con đặc biệt dị ứng. Đến bây giờ con cũng không uống chung ly nước với cha mẹ. Chén mà cha mẹ con dùng xong, con chắc chắn sẽ không dùng. Đến hôm nay con mới biết thân thể của con là từ đâu đến. Con ở nhà quả thực là một cô chiêu mà. Hôm nay đi nhặt rác tổng cộng được bao nhiêu tiền? Bán được 21 đồng thưa thầy. 21 đồng. Thế nào, trưa nay con đã ăn gì? Con cũng định đi mua bánh bao, mua cải mặn gì đó. Mà thôi, cũng không muốn gì nữa. Con hỏi anh ta bao nhiêu tiền một cái? 5 xu. Con nói vậy mình ăn 2 cái chắc là no. Con không hề nghĩ là 5 xu chỉ là cái nhỏ như vậy. Sau đó con mua 2 cái. Mua 2 cái đặt vào trong tay. Sao mà nhẹ quá, sao mà nhỏ như vậy? Đồng thời cũng mềm nữa. So với bánh mì thì mềm hơn nhiều. Bình thường con không để ý việc này hả? Vâng ạ. Cái bánh đầu tiên con cảm thấy mùi vị thế nào thì đã nuốt rồi. Con cảm thấy mình chưa ăn mà nó đã mất tiêu rồi. Nên cái thứ hai con không nỡ ăn. Sau đó con nếm thử, con thấy thật là ngọt, rất là ngon. Còn ngon hơn cái mẹ con làm nữa. Sao mà ngon đến như vậy? Con đặc biệt cảm thấy món này không phải chỉ có một vị. Trước giờ con chưa ăn qua bữa nào ngon như vậy. Bởi vì con từ nhỏ cho đến lớn, việc mà con ghét nhất là ăn cơm. Vậy mà hôm nay tại vì sao lại ngon đến như vậy? Con trước giờ chưa ăn qua món nào ngon như vậy. Rất ngon. Đồng thời cũng không có nước mà con không bị mắc nghẹn gì cả. Ăn ngon lành. Rất nhiều người không có khái niệm về cuộc sống, không biết sống có ý nghĩa gì. Không ăn cái bánh bao này thì không có cách gì mà sống. Sau khi ăn vào miệng mới cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp. Con người sống là nhờ cái gì? Nhờ cái này, không ăn không được. Nhưng để tiếp tục sống thì không dễ chút nào. Con nghĩ xem, không phải một ngày. Cha mẹ con đã nuôi con không phải chỉ một ngày. Con trước đây rất là hư hỏng, cho đến bây giờ con mới có chút thay đổi cách nghĩ. Con nghĩ là con từ nhỏ đã bị bệnh là con đến đòi nợ. Sau khi đến đây được 3-4 tháng, con uống thuốc bắc điều trị cơ thể. Cha mẹ đã gửi tiền qua bưu điện cho con. Sau khi con nghĩ có tiền thật là dễ, cha mẹ mình vẫn chưa trả đủ nợ, vẫn chưa đến lúc mình hiếu thuận cha mẹ. Con hư đến mức như vậy, chính là như vậy. Tuy nhiên đến lúc giảng bài, thầy giáo có nhắc đến cha mẹ thì trong tâm con cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên sau khi tham gia khóa âm nhạc, sau khi nghe xong rồi, con đã khóc thút tha thút thít, nhưng vẫn chưa cảm nhận được tính người ở trong đó. Hôm nay con có cảm nhận gì? Là việc vệ sinh, không có nơi nào để đi vệ sinh. Còn việc ăn cơm, đến lúc ăn cơm, mặc dù trong lòng nghĩ rằng trên đường không nên nhai thức ăn, không ca hát, nhưng con cảm thấy tiếc thời gian này. Con phải đi nhặt chai, cho nên con một tay cầm đồ ăn, dây thì giác bao, mắt thì nhìn xem chỗ nào có chai lọ. Con không muốn bỏ lỡ một chút thời gian nào. Sau đó con có một ấn tượng rất sâu sắc, là lúc con cầm toàn bộ số tiền 10 đồng thì con đã rơi nước mắt. Con đã nói với một dì ở đó là: "Dì ơi, giờ con cảm thấy 10 đồng này rất lớn, sao mà nói nhiều như vậy? Thật sự không giống như trước đây." Có phải đây là 10 đồng hay không?
trước đây cũng là 10 đồng, bây giờ cũng là 10 đồng, con cảm thấy nó còn nhiều hơn mấy triệu đồng. Hôm nay con kiếm được số tiền này, số tiền lớn như vậy, cảm giác của con là như vậy. Còn một ấn tượng sâu sắc khác là đập đinh. Bởi vì con nhìn thấy một đứa trẻ trong bộ đĩa kỷ niệm đi đập đinh, đập sắt, đập xi măng. Đến một ngày tay của em bị rách, em còn rất nhỏ, 4-5 tuổi gì đó, cùng sống với ông bà nội. Sau đó em đi đập gạch, bên trong có cả thép và dây sắt. Con đã nghĩ đến đứa trẻ này, con không bằng đứa trẻ này. Đứa trẻ này cầm một cái chùy lớn, dây thép lớn như vậy mà em có thể duỗi thẳng. Còn mấy cây đinh này, con một cây cũng không thể kéo thẳng. Thưa thầy, con đã bỏ ra một sức lực lớn như vậy mà cũng không thể kéo nổi. Vì vậy cái đinh này để lại ấn tượng sâu sắc với con. Con của con năm nay, cháu sắp được 8 tuổi rồi ạ. 8 tuổi rồi, học xong khóa học này, con làm người mẹ định sẽ dạy dỗ nó như thế nào? Nhất định phải để cháu chịu cực, nhất định phải để con khởi được tâm cảm ơn. Phải kiếm những đồng tiền sạch sẽ, phải làm người trong sạch, phải sống như vậy. Phải dạy cho nó biết cuộc sống không hề dễ dàng. Mẹ đã từng trải qua như vậy, bất kể bao lâu mẹ cũng đã từng sống như vậy. Bây giờ hồi tưởng lại, nếu như không biết rằng sống là không dễ, người như vậy mọi người đều nhìn thấy trên đường những thứ bị lãng phí, nhìn thấy rất nhiều. Lúc bới thùng rác đều nhìn thấy cơm. Cháu bác bảo con còn nhặt được một túi thực phẩm nhỏ là đậu, nhìn thấy là muốn mở ra ăn một hai hộp, bởi vì số lượng bên trong rất là nhiều. Khi phát hiện ra túi đậu này, con cảm thấy mình đã tiết kiệm được tiền ăn trưa. Con ăn cái này là được rồi. Con đã ăn số đậu đó. Đợi đến trưa, con đã ăn số đậu đó. Thật sự đó không có gì ngọt, không có gì mặn. Con liền biết người ta cũng kén chọn như con, nên họ mới đem dứt đó. Con cảm thấy không có gì gì à. Nhưng lúc đó con mới thể hội được như vậy là không đúng. Con đã không có tâm cảm ơn. Thầy hôm nay nói chuyện với các con, thầy cũng có cảm nhận. Thứ nhất, mọi người đã có khái niệm về đồng tiền. Hiện nay nhiều người không có khái niệm về đồng tiền, bao nhiêu tiền cũng không có khái niệm, nên mới phung phí, lãng phí, lãng phí đồ vật. Thứ hai, thầy nhận thấy các con đều biết tính toán, tính toán rất cẩn thận. Trên thực tế là đức tính tốt. Liệu cơm gấp mắm, các con kiếm được bao nhiêu tiền? Hiện giờ con cái mở miệng là McDonald's, KFC. Cái nào ngon ăn cái đó. Cái gì kiếm được bao nhiêu tiền? Cái gì kiếm bao nhiêu tiền cho cha mẹ? Không biết không có, vì không được rồi. Mỗi ngày các vị đều tính toán cụ thể, đếm từng cái chai một phải không? Dạ, lục căn đô nhiếp. Tại mấy cái chai, nhìn thấy màu xanh của cái thùng rác là vô cùng phấn chấn. Hôm qua thầy có nói, các vị để đến lúc xuất phát nhìn thấy mấy cái chai thì mắt các vị đều sáng lên. Sau đó con đã thể hội được cái điểm này. Khi con đến thùng rác, bên trong có 7-8 chai. Không chỉ mắt con sáng lên, con còn cường điệu la á lên. Con còn như vậy, con còn nghe âm thanh của chính mình. Con cảm thấy sao mình lại biểu cảm như vậy. Con đã hỏi chính mình, con còn hơn cả sáng mắt. Con thật sự là rất phấn chấn, giống như nhặt được bảo bối vậy. Người ta vì cuộc sống đều như vậy, không khó coi đâu. Đến khi nào các con sẽ không còn sợ bị người khác cười nữa? Vì sao vậy? Đồng tiền này kiếm được trong sạch, dựa vào sức của mình. Con xem rất nhiều thiếu nữ, không biết họ làm cái nghề gì, gái quán bar. Cô ta dù có nổi tiếng đến đâu cũng bị người khác xem thường. Điều này nên là giá trị quan của toàn xã hội, là phong khí. Thưa thầy, con cũng nhân cơ hội này xin sám hối một việc. Trước đây con bán thuốc, bán trực tiếp, mỗi ngày đều nói dối, mỗi câu nói đều là giả. Mười mấy đồng một hộp, con bán đến hơn 200 đồng. Bán cho người già, dạ, bán cho những người bệnh.
bán cho cha mẹ chúng con là như vậy. Con biết vì sao thân thể con thường không khỏe mạnh, phần bên dưới của cơ thể con không tốt, nên con ra sức kêu gọi mọi người mua uống. Dù họ dùng ánh mắt dò xét con, có thật sẽ tốt không? Tôi uống rồi thì tay có thật khỏe không? Bọn họ có người còn đi vay tiền, hiện giờ con cái đều không hiếu thuận, tiền của họ không biết đã tích lũy được bao nhiêu lâu, họ đến mức như vậy mà con còn đi lừa gạt họ. Dạ, cho nên bây giờ vì sao con nhìn thấy tiền này con liền cảm thấy rất sạch sẽ, con cảm thấy rất khác biệt so với đồng tiền trước đây. Tiền này so với trước đây không giống nhau. Những đồng tiền trước đây đều là lương tâm mê muội. Mặc dù hồi xưa có lúc con cảm thấy không nhẫn tâm, nhưng vì tiền hoa hồng, vì muốn được vị trí số 1, ba vị trí đầu, tiền thưởng của ba vị trí đầu là bao nhiêu, tiền hoa hồng là bao nhiêu, tiền lương cơ bản là bao nhiêu, mức lương thấp nhất là bao nhiêu, chỉ nhìn thấy tiền trên thân thể của họ, kiếm được bao nhiêu tiền, mê tiền quá đổi. Dân là như vậy, mê tiền quá đổi, hoàn toàn đánh mất lương tâm. Người già đều sống khó khăn, con đã nợ những bậc cha mẹ trong đất nước quá nhiều rồi. Thứ nhất là tạo nghiệp nói dối, thứ hai là con gạt tiền của họ rất nhiều, nên thành ra một thân bệnh tật. Số tiền này căn bản đều dùng để trị bệnh. Một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Một tháng kiếm được hơn 10.000 tệ, nhưng vẫn không thấy tiền đâu. Việc là như vậy. Ngày mai con có tiếp tục đi nhặt chứ? Dạ, con cảm thấy ngày hôm nay bản thân làm công việc này đã khiến tâm ngạo mạn giảm bớt, đã có tâm khiêm tốn, nói chuyện có thể nhỏ nhẹ, không còn cơ hội ăn nói mạnh miệng với người khác. Bởi vì con không thể như trước đây ngẩng đầu ăn nói cao giọng, không chịu nói nhún nhường như vậy được. Cho nên nói chuyện phải nhìn sắc mặt của người khác. Chị có cần cái này không? Chị có cần không? Chính là như vậy. Còn có một nơi con phát hiện có rất nhiều chai. Con nghĩ chai thủy tinh có thể bán được, chai cũng có thể bán được tiền. Con không biết cái gì có thể bán được tiền, cái nào không thể bán được, nên cái gì con cũng giác. Chỉ có hai tay mà tới ba cái bao, còn có một cái gậy. Sau đó con cảm thấy không được vì chai rất nặng. Lúc đó con cảm thấy mình nhất định phải lấy cái chai đó. Một tay con xách cái này, tay còn lại cầm cái kia. Lúc mới bắt đầu có thể đi được lâu, nhưng sau đó càng đi càng mỏi, càng đi càng đau. Đi mấy bước phải đặt xuống. Đến khi con đem đến nơi thì chỉ có 5-6 chai là có thể bán được. Những chai còn lại họ không cần. Lớn đến tuổi này, lần đầu tiên trải qua việc này. Dạ. Nếu các vị có thời gian, hãy nên viết nhật ký. Cho dù là viết rất đơn giản, con còn cảm thấy số tiền này con phải nghĩ cách xài cho tốt. Bởi vì tiền này rất sạch sẽ, nên phải xài một cách đàng hoàng. Con hãy nghĩ đến số tiền 2-3 ngàn tệ mà cha mẹ gửi cho con. Số tiền đó còn quý hơn 10 đồng này, là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ con. Làm con nên xài tiền của cha mẹ như thế nào? Chúng tôi thông qua tiết mục lần này, mọi người hãy nghĩ các vị đã xài tiền của cha mẹ ra sao. Cũng giống như những sinh viên đại học ban nãy, mặc sức ăn uống hưởng thụ, có người mua quần áo về vẫn còn nhãn mát đã quăng đi cho người khác. Con người không biết cảm ơn, không biết cuộc sống không phải dễ dàng, thiếu tình người. Chúng ta nói đến đây thôi. Cảm ơn Thầy. Tối hôm nay mọi người đã nghe các cuộc đối thoại lâu như vậy. Đây là ngày đầu tiên. Ngày mai chúng tôi tiếp tục thảo luận. Mỗi ngày họ đều có cảm nhận mới. Mỗi ngày thì sự quan sát của họ không như nhau, điều họ gặp phải không như nhau. Tôi nghĩ bất luận là người lớn hay người trẻ, chúng ta đều phải tiếp nhận giáo dục. Xã hội, gia đình, trường học, tất cả công ty ngày nay đều cần đến sự giáo dục này. Vừa rồi tôi nói đến quan chức, chẳng phải sơn hào hải vị, họ đều ăn thỏa thích đó sao? Không sao cả, giống như khóa học này thôi. Trước tiên hãy đi học khóa học này. Thạc sĩ gì, tiến sĩ gì, học lực gì, bằng cấp gì cũng đều vô ích.
trước tiên hãy học khóa học này. Đi nhập một tháng, nửa tháng thì cái gì họ cũng sẽ hiểu được. Nhân tính của họ được phục hồi. Họ sẽ thấy những người nghèo làm sao mà sống. Họ sẽ biết người dân sinh sống không dễ dàng. Họ sẽ biết sáu cắt từ đâu mà đến. Các vị mời họ đến chỗ này, một hộp thuốc lá đến 100-200 tệ, một bằng ăn mười mấy ngàn tệ, thì nước mắt của họ sẽ rơi. Họ sẽ quay đầu bỏ đi. Họ không nhẫn tâm ăn. Vì sao vậy? Vì họ đã nhận được giáo dục vì đạo làm người. Vừa rồi các vị nghe họ nói: thầy Trần à, khóa học này rất mới mẻ. Không mới mẻ, mọi người hãy nhìn xung quanh đi. Bao nhiêu người trong thiên hạ sống dựa vào việc nhặt xác, nhặt ve chai. Việc này sao gọi là mới mẻ được chứ? Đều xảy ra mỗi ngày xung quanh các vị, không mới mẻ gì. Mọi người chúng ta đã nhìn nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe, không có cảm giác. Vậy đối với việc gì có cảm giác? Chỉ có cảm giác với ăn chơi hưởng thụ. Mắt chỉ nhìn lên trên. Các vị đã thấy được điều gì? Những quan chức như thế này mà yêu thương nhân dân, làm gì có chuyện như vậy? Họ đều không biết sáu cắt từ đâu mà đến, thì họ có thể biết được sáu đồng từ đâu mà đến không? Sáu đồng mà họ không biết từ đâu mà đến, thì họ có thể biết được 60 đồng từ đâu mà đến không? Các vị nghe thấy lời này của tôi nói có đạo lý. Mấy chục ngàn tệ để vào trong tay họ cũng không có cảm giác. Thiệt là hết biết. Nhân dân và người thường, những người làm công ăn lương, kiếm một ít tiền không hề dễ. Thật không dễ gì. Trừ khi lừa gạt, bán hàng giả, mở miệng nói dối. Vừa rồi lúc họ sám hối đã nói, thì mới kiếm được tiền. Kiếm được đồng tiền này, tương lai sẽ bị ác báo. Bệnh của các vị sẽ không khỏi được. Ta có thể đi con đường đó được không? Phụ huynh thời nay đều mất trí như nhau. Lấy tiền mua đồ tốt hầu hạ con cái. Con cái sau này đứa này hồ đồ hơn đứa kia, đứa này phá của hơn đứa kia. Con nhà nghèo thì sớm hưng gia, con nhà giàu thì sớm bại gia. Hôm nay những người giao lưu ở đây là sinh viên đại học, nhận được sự giáo dục cao cấp, nhưng họ không nhận được giáo dục làm người tốt. Rất nhiều người có tiền đến học khóa này rồi mới tìm được mùi vị thơm ngon của thức ăn. Bình thường ăn sơn hào hải vị không có cảm giác. Không có giáo dục làm người mà. Hiện nay con người không còn là con người thì làm cách nào đây? Phải giáo dục, càng cho họ tiền thì họ càng không giống người. Lời này là do ai dạy? Lão Tổ Tông đã dạy, cổ thánh tiên hiền dạy. Vậy chúng ta hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình. 20 từ này đã truyền đến mấy ngàn năm. Lão Pháp Sư thường dạy chúng ta phải làm được 20 chữ này. Các vị thấy khóa học này cái gì cũng có, 20 chữ này bao gồm trong đó. Cái gì chẳng phải muốn cúng dường hiếu dưỡng cha mẹ sao? Tiền từ đâu đến? Hiếu đạo này từ sáu cắt mà đến. Cái gì không phải ăn cơm của cha mẹ, uống nước của cha mẹ, còn cãi cha mẹ? Chẳng lẽ các vị không đỏ mặt e sợ, không xấu hổ, không có tâm hổ thẹn hay sao? Giáo dục gì chữ sĩ là từ đây. Tâm hổ thẹn đã rời khỏi. Các vị biết sáu cắt này kiếm được không phải dễ. Vì hãy nghĩ đến 200 tệ, 2000 tệ, 20 ngàn tệ mà cha mẹ cho đi. Tiền đó từ đâu mà đến? Không dễ kiếm. Thì tâm hiếu của các vị mới phát khởi. Các vị sẽ hiểu. Các vị còn ở đó dương mắt làm đứa không ra gì nữa không? Mở miệng là đòi tiền cha mẹ, bất kể cha mẹ sống hay chết. Các vị thấy hiện nay cha mẹ tuổi cao sức yếu, vì sao vậy? Vì vất vả kiếm tiền nuôi các vị. Các vị hiện nay đã biết sống cuộc sống thật không dễ dàng. Ngày mai chúng ta tiếp tục nói chuyện vào thời gian này. Trong một tuần chúng ta nhận được sự giáo dục này. Nếu các vị không tự mình thử, không tự mình làm được, thì cái gì cũng đều là giả. Văn hóa truyền thống đến miệng của các vị cũng là giả. Vì sao vậy? Các vị không làm. Không được làm việc xấu, không được làm việc ác. Vậy thì làm gì? Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất này mà làm. Thì các vị sẽ biết được quả thật không dễ. Các vị nhặt những thứ này, trong chốc lát đã bị một vết cắt sâu, chảy máu rất nhiều. Thật đúng là tiền mồ hôi nước mắt. Bao nhiêu tiền? 5 đồng 5 xu.
Cho nên lần sau những người này nhìn thấy tiền thì họ sẽ cảm giác có khái niệm, biết được thứ này có được không phải dễ. Họ không dám như vậy nữa. Đây gọi là giáo dục. Cả đời bạn sẽ không thể nào quên cái này. Huống hồ được giáo dục trong nhiều ngày, rất có lợi ích. Các vị bị hạ xuống làm giai cấp thấp nhất, bị đặt vào hoàn cảnh buộc phải sinh tồn, để các vị biết được thế nào là sống. Nếu không thì nói với các vị cái gì các vị cũng không có cảm giác. Về đến nhà thì như cầu ấm, cơm bưng tận nơi, ông bà nội, cha mẹ, ông bà ngoại, 6 người hầu hạ các vị. Các vị là cô chiêu mà, cậu ấm mà, họ đều là con cháu các vị. Như vậy thì các vị có cảm nhận về cuộc sống được không? Cho nên vì sao ngày nay tỷ lệ tự sát lại cao như vậy? Sống không có sự chịu đựng, làm cậu ấm lâu rồi. Bản năng của con người là ham sống. Đây là bản năng của con người. Vì sao họ lại muốn tự sát? Họ đã u bê đến cực điểm. Không có ai dạy cho họ cách sống như thế nào. Không có ai, cũng không có nơi nào thực hiện giáo dục căn bản về cách làm người. Không có. Nên làm sao mà không như vậy? Họ đối với sinh mạng không có khái niệm. Ăn một miếng bánh bao đó chính là sinh mạng của chính mình. Không ăn thì không còn mạng. Bản năng của con người là ham sống. Cho nên họ không những phải nuôi bản thân, mà quan trọng hơn là dùng thân thể của mình nuôi gia đình họ. Phải báo ân. Gia đình bạn nếu không sống nổi thì bản thân bạn cũng không thể chịu nổi. Cho nên bạn phải tiếp tục sống. Có chịu khổ bao lớn, chịu bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu nguy hiểm cũng phải tiếp tục sống. Vì sao vậy? Vì cha mẹ, vì người thân, vì mạng sống của chính mình. Chúng ta hôm nay nghe báo cáo của những người này, chúng ta phải tiếp nhận giáo dục, phải cảm động. Cuộc đời này của các vị đã bị thiếu mất khóa học này. Tục ngữ có câu, ông trời có mắt. Chúng ta tin tưởng dân tộc chúng ta đã tích lũy đức hạnh sâu. Tổ tiên có đức nhất định sẽ khiến đồng bào chúng ta nhận được sự giáo dục làm người này đều có thể tham dự khóa học này. Vì sao vậy? Con người sẽ được cứu, sẽ không dễ dàng đi tự sát, sẽ không còn xem cha mẹ là heo chó, không xem cha mẹ là nô bộc, sẽ không như vậy. Họ được giáo dục rồi, đã hiểu ra rồi. Cho nên hiện nay giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục trong xã hội phải xem xét lại. Vì sao vậy? Đã thất bại rồi. Bây giờ có bao nhiêu người biết cảm ơn? Có bao nhiêu người biết quý tiếc đồ vật? Các nhà kinh tế sẽ như thế nào? Sẽ khiến các vị tiêu xài nhiều hơn, mặc sức tiêu dùng, còn kích thích các vị mua sắm để làm gì? Hình như là để tăng trưởng kinh tế. Hoàn toàn hiểu sai rồi. Những ngày tháng như vậy không phải là ngày tháng của con người. Chúng ta nhìn thấy ở trong nhiều bãi rác, một bao lớn thức ăn, họ ăn một miếng rồi quăng. Tiêu thụ là kích thích tăng trưởng, rồi người không còn là người nữa. Đây là thứ chúng ta muốn có sao? Đến sau cùng chúng ta có được một đống tiền, mà người nào cũng đều biến thái, đều phát cuồng rồi. Chẳng lẽ đây là kết quả mà chúng ta mong muốn sao? Những học giả kinh tế này bị ảnh hưởng của giá trị quan phương Tây. Những lý niệm này đều là từ phương Tây truyền qua. Chúng ta đã bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên mỗi người chúng ta hôm nay đã nhận được sự giáo dục này, tôi tin là nó còn tốt hơn nhiều so với giáo dục của đại học và nghiên cứu sinh. Vì sao vậy? Nó đã hạ các vị xuống vị trí thấp nhất. Hiện nay các vị đã biết ở địa vị thấp hèn khốn khổ ra sao rồi. Vậy thì cha mẹ và tổ tiên của các vị chẳng phải đều trải qua như vậy sao? Vì sao các vị lại là ngoại lệ? Các vị có còn muốn truyền tiếp cho đời sau không? Nếu không muốn truyền tiếp cũng không được. Không phải các vị muốn như thế nào thì như thế đó. Các vị phải có trách nhiệm, có sứ mệnh. Cho nên sự tự tư của người thời nay lên đến cực điểm. Chỉ vì chính mình, bất kể người khác, con người không chịu khổ. Có câu là hoạn nạn tạo anh hùng. Tai nạn nhiều, khổ nạn nhiều. Đối với một gia đình, đối với một cá nhân là sự giáo dục tốt nhất. Càng hưởng phước càng hồ đồ, càng được hầu hạ càng trở nên vô dụng. Toàn bộ năng lực sẽ bị thoái hóa. Năng lực của cơ quan trong cơ thể đều bị thoái hóa.
Người bây giờ viết chữ vì sao không thể đọc được? Vì toàn dùng vi tính. Vì vậy năng lực của con người, các mặt đức hạnh của con người đều thoái hóa. Vì sao vậy? Vì quá thoải mái, quá tiện nghi. Chúng ta vì vậy mới biết được. Tôi nêu ra một thí dụ nhỏ. Chúng ta tiếp nhận giáo dục của văn hóa truyền thống, chúng ta nhìn thấy đồng hồ. Đây là do người phương Tây phát minh. Trung Quốc trong 5.000 năm không có đồng hồ. Vậy lão tổ tông của chúng ta hồ đồ sao? Không đúng. Văn minh dân tộc 5.000 năm, 10.000 năm, trong 4 nền văn minh lớn, chỉ còn một cái tồn tại cho đến ngày nay. Chúng ta có thể nói họ không có trí huệ sao? Là có trí huệ nhất. Nếu không thì làm sao có thể truyền tiếp được? Ba nền văn minh kia đều biến mất. Ba nền văn minh phương Tây đều biến mất. Còn chúng ta không hề có đồng hồ. Tôi chỉ nêu một thí dụ nhỏ, không có cái này. Vì sao vậy? Hiện giờ có rất nhiều chuyên gia đều hồ đồ. Sách giáo khoa cũng viết những lời lầm lạc, nói trước đây là văn minh nông nghiệp, kinh tế không phát triển, không có trí thức. Sai rồi. Sai ở chỗ nào? Các vị thấy hồi xưa không có đồng hồ, con người đã làm sao? Thường nhìn sắc trời. Cho nên mối quan hệ giữa con người và tự nhiên vô cùng mật thiết. Không nhìn đồng hồ thì không biết mấy giờ. Con người xưa thì quan sát xung quanh. Khi đồng hồ được phát minh thì người ta xem đồng hồ, không còn nhìn trời đất nữa. Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên đã bị cái đồng hồ này cắt đứt rồi. Cái gì nói vật này là tốt hay không tốt, nhìn thấy thì như là phát minh. Cái gì không có trí huệ, các vị nhìn không thấu suốt, cái gì không hiểu. Nhìn thì có vẻ như tiến bộ, khoa học mà, văn minh mà. Sai rồi. Trên thực tế là thoái chuyển rồi. Mối quan hệ mật thiết giữa con người và tự nhiên, sự nương tựa của con người vào thiên nhiên không còn nữa. Tôi có đồng hồ, xem đồng hồ, họ sẽ không nhìn bộ mặt của tự nhiên nữa. Cái gì thấy lão tổ tông có vô lượng trí huệ. Tôi có thể nói phàm là những thứ mà tổ tiên chúng ta không phát minh trong 5.000 năm, 10.000 năm qua, những thứ mà họ không phát minh đều là có lý do của họ. Cái gì nghĩ đi, nhất định có lý do. Lần sau chúng ta sẽ nói về khoa học này, giới thiệu từng món với mọi người, nhất định là có đạo lý, không phải là lạc hậu. Như vậy mới có thể duy trì mà tiếp tục sinh tồn. Những phát minh khoa học hiện nay, sau khi chúng từ phương Tây du nhập vào, địa cầu sẽ bị hủy diệt. Vì sao vậy? Con người không cần tự nhiên nữa. Con người có thể muốn gì là làm đó. Họ đã là Thượng Đế, có thể sáng tạo tất cả, hủy diệt tất cả. Trong 100 năm, qua từ 1900 năm đến văn minh công nghiệp hiện nay, văn minh mọi mặt, cách mạng công nghiệp đến bây giờ, các vị xem, toàn bộ thế giới khoa học đã cảnh báo, lần nữa địa cầu sắp bị hủy diệt. Nguyên nhân gì? Văn minh phương Tây chiếm lĩnh thế giới, văn minh của dân tộc bị dứt bỏ, chính là nguyên nhân này. Các vị xem thường sự giáo dục này, những sinh viên này ra đường nhặt xác, cái gì không hiểu, là sự giáo dục con người tốt nhất, cao nhất. Nếu không thì con người làm sao khôi phục lại như thế này được đây? Con cái các vị có thể nói những lời này được không? Giáo sư đại học có thể nói ra những lời này được không? Cái gì liền biết sức mạnh của nhân tính, sức mạnh của đức hạnh, ai ai cũng có. Khi đã được khôi phục thì nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Đâu cần có nhiều nhà tù như vậy, cần đến nhiều cảnh sát như vậy. Không cần. Vậy làm cách nào giáo dục phạm nhân? Là dùng cách giáo dục này. Không tốn kém gì cả. Hầu như không tốn kém, mà lại hữu hiệu. Ai dạy vậy? Lão Tổ Tông dạy, lão Pháp Sư dạy. Lão Pháp Sư thường xuyên nói với chúng ta: nhân chi sơ tánh bổn thiện, cẩu bất giáo. Nếu không được dạy dỗ thì tính nải thiên, họ sẽ biến thành kẻ mất nhân tính. Chữ thiên có nghĩa là thay đổi. Chúng ta mới biết, đời này chúng ta gặp được văn hóa truyền thống, gặp được giáo dục của Nho Thích Đạo, cứu cánh viên mãn là giáo dục tốt nhất. Hy vọng mọi người chúng ta hãy nên trân quý, hãy xem nhiều lần cái đĩa này. Chúng tôi thành tâm cầu chúc mỗi gia đình trong thiên hạ đều hạnh phúc vui vẻ, không còn có con phá của. Đất nước của chúng ta hài hòa phồn vinh. Ai mà không yêu đất nước của họ chứ? Chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp.
Lý luận và phương pháp ở đâu? Lão Tổ Tông đã nói với chúng ta phương pháp tốt nhất đều nằm trong kinh điển của Thánh Hiền. Chúng ta phải học tập, quan trọng nhất là chữ tập. Tập tức là làm được. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.